Amen, Dạ, xin quý mục sư cùng quý anh chị em như anh chị em ở trên Zoom hiệp ý dâng lời cầu nguyện. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Chúa. Hỡi tất cả những gì trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa, chớ quên mọi phước hạnh của Ngài. Đấng tha thứ mọi tội lỗi ngươi, đấng chữa lành mọi bệnh tật ngươi, đấng cứu chuộc mạng sống ngươi, thoát khỏi mộ phần. Đấng đội trên đầu ngươi tình thương và lòng thương xót, đấng cho ngươi ra no thỏa thức ăn ngon, nhờ đó sức lực ngươi trẻ lại như sức của Phượng Hoàng. Chúa thi hành sự công chính và công lý cho mọi người bị áp bức. Ngài bày tỏ cho Môi-se các đường lối Ngài, cho dân Israel các công việc Ngài. Chúa hay thương xót và khoan dung độ lượng, chậm nóng giận và đầy tình thương. Ngài không bắt tội luôn luôn, Ngài cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đối xử với chúng ta theo các tội lỗi của chúng ta. Ngài không báo trả chúng ta theo các lỗi của chúng ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, tình thương của Ngài đối với những người kính sợ Ngài cũng cao bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, Ngài đem những vi phạm của chúng ta xa khỏi chúng ta bấy nhiêu. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm tạ tình yêu thương rộng lượng của Ngài cho chúng con, để chúng con nhìn thấy những bày tỏ của Ngài, đường lối của Ngài. Sau khi Ngài đã lôi chúng con ra khỏi vũng bùn của tội lỗi, Ngài đưa chúng con vào nơi ánh sáng diệu kỳ của Ngài. Ôi Chúa dấu yêu ơi, tình thương của Ngài đổ mãi không ngơi trên đời sống của chúng con, trên hội thánh sự thương xót của Ngài đây, để đời sống của chúng con dâng trọn cho Ngài. Chúng con cảm tạ tình thương của Ngài cho chúng con, sự công bình mà Ngài dạy cho chúng con là những lý luận lý lẽ của Ngài, để chúng con làm mọi điều theo sự công bình tiêu chuẩn của Ngài cho chúng con. Ôi Chúa ơi, Ngài đã phục hồi chúng con để cho chúng con trở lại vị trí ban đầu, đó là giống Chúa và cai quản. Và Ngài đã ban thẩm quyền cho chúng con ở dưới đất cũng như ở trời, để chúng con thực hiện ý muốn của Ngài, thực hiện sự khao khát của Ngài, thực hiện mục đích của Ngài, bản vẽ của Ngài trên đời sống của chúng con. Ôi Chúa ơi, giờ đây anh chị em của chúng con tiến vào qua xác của Chúa Giêsu, qua máu của Chúa Giêsu, để chúng con bước vào nơi chí thánh, gặp gỡ Cha của Ngài. Nguyện tình thương xót, nguyện thần của Ngài đầy dẫy trên chúng con, trên Mục sư Nguyễn Mạnh Cường, để ông nói lời và công bố lời lẽ thật của Ngài cho dân sự của Ngài. Nguyện thần của Ngài cũng đầy dẫy trên dân sự của Ngài để nghe được tiếng phán của Ngài. Chúng con biết ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh thánh của Chúa Jesus Christ. Amen. Cha dấu yêu ơi, giờ đây chúng con dâng những tài vật, những tài nguyên mà Ngài cho chúng con, bởi vì chúng con ý thức được rằng tất cả đều là của Ngài và Ngài ban cho chúng con quyền cai quản. Chúa ơi, tấm lòng của chúng con và chúng con đã dâng trọn cho Ngài vì nguồn sự sống mà Ngài đã đặt để trong lòng của chúng con. Nước trời Ngài đã đặt để trong lòng của chúng con, để đời sống của chúng con vui mừng hân hoan trong quyền năng của Ngài. Và chúng con sinh lợi những tài năng, tài nguyên mà Ngài đã ban cho chúng con. Và chúng con dâng cả con người tổng thể của chúng con nữa, tâm linh mà chúng con đã được sinh lại, linh hồn mà chúng con đã được cứu sống. Và thân thể này chúng con là khí cụ cho Ngài sử dụng chúng con trong công việc nước trời, cho chính Ngài, cho mục đích của Ngài. Chúng con cảm tạ ngợi khen Cha trong danh thánh của Chúa Jesus Christ. Amen. À, giờ đây chúng ta bước vào lời Chúa nhé, sứ điệp.
Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Matthew 24. Khi Đức Chúa Giêsu ra khỏi đền thờ, đương đi thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. Ngài phán rằng: các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá khác mà không bị đổ xuống. Ngài đưa ngồi trên núi Olive, môn đồ tới riêng cùng Ngài và hỏi rằng: xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra, và có điềm gì về sự Chúa đến và tận thế. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hỡi giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi, vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là Đấng Christ, và sẽ dỗ dành nhiều người. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc giã và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Nhiều chỗ sẽ nói có đói kém và động đất, song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sa ngã trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội dần, nhưng kẻ bền chí cho đến cùng sẽ được cứu. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: kìa, Đấng Christ ở đây hay là ở đó, thì đừng tin, vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ. Nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Này, ta đã báo trước cho các ngươi. Vậy nếu các ngươi nói với các ngươi rằng: này, Ngài ở trong đồng vắng, thì đừng đến. Này, Ngài ở trong nhà, thì đừng tin. Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự con người đến cũng thể ấy. Nơi nào có xác chết, thì những chim ó sẽ nhóm lại tại đó. Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các tầng trời rung động. Khi ấy, điềm con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên đám mây mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình cùng tiếng kèn lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến tận phương kia. Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm đến thì tỉnh thức, không để cho đào gạch nhà mình. Vậy thì các ngươi cũng hãy trực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà người chủ cai trị đầy tớ mình đặng cho đồ ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ đó khi chủ đến thấy làm như vậy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình. Nếu trái lại là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng chủ ta đến chậm, bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình và ăn uống với phường say rượu, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Một Giăng chương 2. Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi.
Các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ có nhiều kẻ địch lại đấng Christ. Bởi đó chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng. Chúng nó đã ra từ giữa chúng ta, nhưng chốn chẳng phải thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta thì đã ở cùng chúng ta. Song điều đó xảy đến hầu cho tỏ rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy. Khải huyền 18. Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylon, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng? Vì tội nó chất cao tày trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó. Khải huyền chương 2 câu 3. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác. Lại biết ngươi đã thử những kẻ xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ ràng chúng nó giả dối. Ngươi hay nhịn nhục vì chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy ngươi hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu. Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn, thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, dầu ngươi giàu cũng có mặc lòng, và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Juda mà kỳ thực không phải. Chúng nó trốn thuộc về nội hội quỷ Satan. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày, khá giữ trung tín cho đến chết. Rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Ta biết nơi ngươi ở, đó là ngôi của quỷ Satan. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối lời ta. Dầu trong những ngày đó, Antipa, kẻ làm chứng trung thành của ta, đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Satan ở. Nhưng ta có điều của trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ nghe theo đạo Ba-la-am. Người ấy dạy Ba-lát đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Ta biết công việc ngươi, lòng yêu thương ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi, và không và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Nhưng điều ta trách ngươi ấy là ngươi còn dung túng cho Jezabel, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó. Này, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phạm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc làm của nó thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Ta sẽ đánh chết con cái nó, và mọi hội thánh sẽ rõ ta là đứng dò biết lòng dạ loài người. Và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Này là lời phán của đấng có bảy vị thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống,
nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức và làm cho vững, còn lại là sự hầu chết. Vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe lời Chúa thế nào, thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như trộm, như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Ta biết công việc ngươi này, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ lời ta và chẳng chối danh ta. Này, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Chúng nó xưng mình là người Juda, mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Này, ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình xuống chân ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi viện ta. Vả, ngươi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào, và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt, đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được phàm những kẻ ta yêu thì ta của trách sửa phạt. Vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Roma chương 9. Còn Ê-sau nói về dân Israel mà kêu rằng: dầu số con ít cái Israel như cát dưới biển, chỉ một phần sót lại sẽ được cứu mà thôi. Vì Chúa sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài cách trọn vẹn và vội vàng trên đất. Ê-sai 12:14. Hỡi Sa-mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi kẻ dày đạp các nước kia, ngươi bị bắt xuống đất là thế nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: ta sẽ lên trời, ta nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời, ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc, ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. 2 Côrintô chương 11. Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo danh sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì? Chính quỷ Satan mạo danh thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo danh kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì. Nhưng sự cuối cùng của họ sẽ y theo việc làm. 2 Tessalonica chương 2. Luận về sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài, thì hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoàng hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói hay là bởi bức thư nào, tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày Chúa gần đến. Mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch.
tôn mình lên trên mọi sự, mà người ta xưng là Đức Chúa Trời, hoặc người ta thờ lạy. Rất đỗi ngồi trên đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Anh em há không nhớ khi tôi còn ở với anh em thì đã nói về những sự đó sao? Hiện nay anh em biết rõ điều làm ngăn trở nó hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ nó thôi. Vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đương hành động rồi, song đấng còn ngăn trở cần phải cất đi. Bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra. Đức Chúa Giêsu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. Kẻ đó sẽ lấy quyền của Satan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. 2 Timôthê chương 4. Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết nhân sự đến của Ngài và nước Ngài, mà răn bảo con rằng hãy giảng lời Chúa, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe sự dạy dỗ chân chính, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư chung quanh mình, bị tai không nghe lẽ thật mà xoay hướng về chuyện huyễn. Nhưng con phải tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ làm việc của người giảng tin lành. Mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Châm ngôn chương 4. Khác cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi đó mà ra. Amen. Cảm tạ Chúa. Giờ đây anh chị em cùng lắng nghe tiếng của Chúa phán qua tôi tớ của Ngài. Nguyện thần của Ngài đầy dẫy trên người công bố cũng người nghe. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con hạ mình khiêm tốn, ngồi dưới bệ chân của Ngài để nghe lời của Ngài phán. Sau đó, lời của Ngài phán là lời rê-ma để cho chúng con lãnh nhận vào lòng của chúng con, vào đường gân thớ thịt của chúng con để chúng con thi hành. Chúng con cảm tạ ngợi khen Cha trong danh thánh của Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Chúa chúc lành các anh chị em chúng ta. Chúc lành cho buổi nhóm ngày nay. Chúc lành cho tất cả các anh chị em yêu quý trên Zoom và ở hội thánh của Đức Chúa Trời. Cả một loạt đoạn kinh thánh mà Pastor Hoài Hương vừa đọc cho chúng ta nghe đấy. Bật lộ điều gì anh chị em? Hôm nay cái đề tài mà Chúa Thánh Linh muốn phán chúng ta đó là sao? Tại sao Đức Chúa Trời cho phép thần cảm giả mạo Antichrist lộng hành trong các hội thánh của Ngài? Đây là cái loạt bài tiếp theo của cái chủ đề mà tôi đã khởi xướng bởi Đức Thánh Linh, mang tên là tôi phải làm gì để đón Thiên Chúa tái lâm. Và cái loạt bài này, anh chị em hãy lưu ý, tại sao Thiên Chúa yêu thương như vậy mà lại gửi thần cảm giả mạo, phó hội thánh của Chúa cho thần cảm giả mạo Antichrist, tại sao như vậy? Ngài thừa sức để phù vát này, hơi thở ra miệng này, phù vát là bay ngay, sao tăng bay như ma quỷ. Nhưng tại sao Ngài để thần cảm giả mạo nó vào cho hội thánh của Chúa? Tại sao? Anh chị em bao giờ có để ý thế không? Chúng ta xem cái tình trạng thế giới và các hội thánh hiện nay nó như thế nào.
lộ lão hết tất cả mọi thứ rồi, đúng không? Các nước đánh giết nhau, dân nọ diệt dân kia, các hội thánh triệt hạ nhau như thế nào? Còn cái Chúa thì nói rằng là tôi yêu Chúa, yêu người, nhưng mà vẫn ghét nhau và châm chọc nhau, ăn unfriend với nhau, rồi block hay là boycott, tẩy chay nhau rất nhiều. Rất nhiều. Tất nhiên cũng có một số lượng người, một số lượng hội thánh rất nhỏ thôi, vẫn trung tín, vẫn yêu thương thực sự, anh chị em ạ. Nhưng số lượng người này đếm trên đầu ngón tay rất ít thôi. Chúa muốn tìm ra những loại người này, anh chị em ạ. Và vì vậy mà cái tà lý Antichrist, thần gặp giả mạo, nó được gửi xuống để làm chuyện đó. Satan, tức là Lucifer đã phản loạn đó, cũng được Chúa dùng để mà tẩy rửa, anh chị em ạ, con người. Đức Chúa Trời có một cái quy luật này là tất cả tạo vật muốn ở đời đời cùng với Ngài, trong vương quốc đời đời của Ngài, thì phải trải qua những sát hạch, những kỳ thi, những kiểm tra, amen, về chất lượng. Tương tự như anh chị em có cái quy luật đó, bất kể cái điều gì phải được thử thách, bất kể cái sản phẩm nào đưa đến tay người tiêu dùng cũng phải được thử thách một cách rất là cẩn thận, amen. Ngay cả cái vật liệu đấy sản xuất ra thôi cũng đã phải được thử thách rồi, chưa nói gì đến cái sản phẩm được sản xuất từ những vật liệu đó. Và Đức Chúa Trời có quy luật là như vậy, hãy thử ra bất kể cái tạo vật nào vào đời cũng phải trải qua thử thách, đấy quyền tác của Chúa rồi. Đức Chúa Jesus Christ ấy, Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài vì Ngài đứng công bình nên Ngài cũng phải làm gương mẫu cho chúng ta, là Đức Chúa Trời cũng phải qua thử thách cho xem luôn, để cả thế gian này biết rằng Ngài là công bình. Amen. Cái thử thách đầu tiên đó là Lucifer đã phạm tội và kéo theo 1/3 thiên sứ, tức là trong 1/3 thiên sứ của Đức Chúa Trời có những kẻ sao ạ, láu cá lươn lẹo, có những kẻ có tư duy láu cá luồn lách lươn lẹo, có những kẻ như vậy. Và khi một kẻ là Lucifer phát khởi xướng ra đấy, thì 1/3 những kẻ kia bốc vào đi theo, có bản quả phía xuống dưới. Lucifer cũng được dùng cả cái đợt cuối cùng nữa, tức nó là đầu tiên của sự phản loạn và nó cũng là cuối cùng của sự phản loạn luôn, anh chị em ạ. Vì nó muốn, nó thành Chúa Trời mà. Chúng ta có đọc một Kinh Thánh là nó muốn nhấc mình lên, làm mình thành đấng rất cao, làm mình thành Đức Chúa Trời thứ hai, tự xưng là Đức Chúa Trời. Và nó dạy dỗ những cái sứ đồ giả, những cái tiên tri giả, những kẻ hầu việc nó đấy, cũng xưng là đang dạy về Đức Chúa Trời. Thì thực ra đấy là cái Đức Chúa Trời mà Chúa dạy là cái con quỷ mà chúng ta dè làm trên chân hàng ngày. Amen. Mặc dù chúng cũng xưng là Đức Chúa Trời, xưng đứng tối cao, nhưng đấy không phải đứng tối cao của chúng ta. Cái đứng tối cao của chúng ấy, đó là con quỷ mà chúng ta vặn cổ đập nát tan hàng ngày. Amen. Cái thần cầm giả mạo ấy. Vì thế tại sao những kẻ nó ô, Đức Chúa Trời, tôi hôm Đức Chúa Trời, tại sao như vậy? Nhưng Chúa Giêsu bảo không. Cha các ngươi là ma quỷ. Bảo, tại sao thế? Chúng tôi là biết luật, biết kinh thánh, đọc kinh thánh, đọc thông, biết thạo, bầm thế này thôi. Chúa Giêsu thẳng vào cái bọn đó luôn, là cha ngươi là ma quỷ, cha ngươi không phải là các ngươi không phải con cá Abraham. Và Lucifer nó mở đầu tiên, nó bắt chước Đức Chúa Trời mà, thì nó ok, Đức Chúa Trời rất tuyệt vời, ngài cho đầu tiên và nguyên tắc lại cho nó cuối cùng luôn, đầu tiên của tội lỗi và cuối cùng của tội lỗi luôn. Đầu tiên tội lỗi chỗ nào? Đó là nó là kẻ dấy lên cái chuyện nói dối phản loạn là ta làm Đức Chúa Trời, thành ra 1/3 các thiên sứ kia nghe theo bị diệt. Nói cái đầu tiên. Và cuối cùng, hãy nhớ trong Khải Huyền có nói về vương quốc ngàn năm. Sau 1.000 năm rồi, quỷ Satan đã được thả ra nữa. Thấy chưa? Nó đi dỗ dành các dân trên đất, bốn phương, dân gót và dân ma gót. Nó nhóm chúng lại như, sao ạ? Đây, để chống lại, vây dinh thánh đồ thành yêu dấu. Những con lửa trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Đấy, còn ma quỷ là đưa dỗ dành chúng thì quăng xuống hồ, có lửa dinh thánh bừng bừng. Ở trong đó nó có con thú và tiên tri giả rồi. À, chỉ quyết đấy. Và chúng nó sẽ bị chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đời đời. Tức là ma quỷ đã được dùng lúc đầu tiên để lật ra 1/3 thiên sứ của Chúa quẳng xuống, và ma quỷ cũng được dùng cuối cùng để lật ra cái phần cái loài người đấy mà rất đông ở trong vương quốc ngàn năm đấy, là loài người mà trong vương quốc ngàn năm bình an đấy, tưởng là không có tội đấy, thế nhưng mà khi mà quỷ nó hiện ra phát thì những kẻ mà trong lòng có sự láu cá lươn lẹo ấy lộ hết ra, bật ra như từng 1/3 thiên sứ phản loạn đã bị như vậy, và nó là khởi sự đầu tiên và nó cũng là kết thúc luôn, cuối cùng luôn. Đó, Đức Chúa Trời cực kỳ là chặt chẽ. Cái gì người làm nhé, đầu tiên và cuối cùng. Cái nguyên tắc của Chúa là Alpha Omega, ngay cái khởi sự cũng bắt đầu. Đứa nào là cái kẻ mà làm đầu tiên thì Chúa cũng cho nó bắt đầu và nó kết thúc thúc của chỗ đó luôn. Rất là hay, Đức Chúa Trời rất tuyệt vời chỗ đó, anh chị em ạ. Cái tà lý Antichrist ấy là
cười từ quỷ Satan. Ta nghĩ là Jesus này rất nguy hiểm. Nhưng đáng tiếc là ngày hôm nay rất nhiều người mục sư giảng về Antichrist, giảng về thần cả giả mạo. Nhưng họ chỉ chủ yếu nói về các hiện tượng thôi. Là chuyện này, cái năm đại hạn, rồi khó khăn, rồi chuyện thế thôi. Rồi chính quyền nọ, chính quyền kia, rồi một chính phủ toàn thế giới, rồi đủ đủ các thứ. Thế thôi. Họ chỉ nói về hiện tượng. Anh chị em ạ, họ không nói về cái bản chất, họ không đề cập đến bản chất. Thành ra họ không giải quyết được cái đại nạn này ở trong chính hội thánh của Chúa luôn. Bởi vì chính họ là người trong hội thánh mà. Nhưng họ không sức bày tỏ đầy đủ của Chúa Trời để họ có thể giảng dạy ra cái điều mà Chúa muốn để bộc lộ ra. Thế là Antichrist bộc lộ ra cái bản chất của nó là sao, cái cơ chế hoạt động là sao, nó có thể tóm được ai, nó có thể lừa được ai, nó có thể ai có thể sa vào tay nó, cách nào hóa giải nó, họ không làm được. Rất ít người có thể làm được điều này để mà bật lộ ra. Khi mà các bạn xem những cái thước phim video của ai đó dạy dỗ ra ngày tận thế đấy, rồi Antichrist là ai đấy, rất là hời hợt. Họ có thể kể dài nhưng mà rất là hời hợt, anh chị em ạ, chỉ kể về kể lể những sự kiện hiện tượng thế thôi, nhưng họ không đề cập đến bản chất của nó, anh chị em ạ. Và cái quan trọng bản chất, chỉ cần bản chất thôi, một cái bản chất là thôi rồi, có tí thì cái hiện tượng, anh chị em ạ, biết về bản chất. Rất tiếc là họ thì họ viết rất nhiều bản hiện tượng nhưng mà không ra đề cập bản chất cả, thành thử ra không giải quyết được một cách triệt để về cái bản linh thần cảm giả mạo này. Thành thử ra là hội quỷ Satan đấy, thần cầm giả mạo, nó tiếp tục lộng hành trong hội thánh của Chúa, bởi vì không ai nhìn thấy nó cả. Babylon nói là không ai nhìn thấy ta cả. Thành ra nó được lộng hành trong hội thánh của Chúa, nó đặc biệt nó được lộng hành ở trong hàng ngũ chính các lãnh đạo cơ đốc, chị em ạ, đấy mới được nguy hiểm. Và nó khiến cho cái nền thần học và các lãnh đạo cơ đốc đấy khởi xướng ra, đối ta ấy, nó bị bại hoại đi. Cái nền thần học mà hiện nay mà chúng ta đang thấy rất là phổ biến trên thế giới, đó là nền thần học bại hoại của Babylon, nền thần học bị trị, bị cai trị, nền thần học nhu nhược, nền thần học hèn kém, nền thần học ô uế, nền thần học dâm loạn, nền thần học dối trá, anh chị em ạ. Nền thần học nói là Đức Chúa Trời trong tôi, thế mà đâu, tại sao cứ phạm tội này? Trong Đức Kinh Thánh nói rằng là người dòng sống không thể phạm tội được, thế tại sao cứ phạm tội? Thì cái cơ chế nào đây? Vậy nền thần học họ không biết, họ luôn nói tôi có tội. Thế thì người có tội thì làm sao mà người được sống? Vì tội tiền công tội là sự chết mà. Cách nào để thoát được ra khỏi tội đấy? Chỉ có cách bằng mặc lấy con người mới Adam thứ hai của Chúa thôi. Nhưng không ai dạy, ít người dạy về chuyện đó. Anh chị em ạ, nên họ bị conflict, họ bị xung đột ở ngay mâu thuẫn ngay bên trong nội bộ, ngay bên trong lòng họ luôn. Như Sư Phaolô nói đấy, là tôi thấy cái luật này ở trong trí tôi, khi tôi làm điều lành, muốn làm điều lành thì không được, vì cái điều dữ nó cứ ấp trong tôi thôi, thì khốn khổ cho tôi, khốn nạn cho tôi. Thế thì tôi phải làm thế nào đây? Nhưng tạ ơn Chúa, nhờ Chúa Jesus Christ. Nhờ Chúa này cái gì? Không ai đòi tiếp. Mà ông ấy bày tiếp trong thư khác, bày tiếp trong đoạn khác, đó là mặc cái con người mới. Điều yếu cần chẳng về sự ăn năn, chẳng về sự gì ạ, cắt đi lòng ấy, ăn năn đấy, mà điều yếu cần mặc người mới. Ăn năn đấy là chủ yếu để mặc người mới thôi, sau đó tiếp tục mặc người mới Adam thứ hai đó thì mới là mới đẹp lòng Chúa Trời được. Amen. Và chính thế cái nền thần học bại hoại đấy nó cản trở không giảng được tin lành Chúa Trời, là cái tin lành vì cơ đó Chúa Giêsu đến. Họ không bày tỏ nước trời ra, họ không bày tỏ ra sự công bình của Chúa Trời, anh chị em ạ. Và họ sao ạ, giữ Chúa Giêsu ở trên trời được. Vì Kinh Thánh công vụ nó nói rồi, trời phải giữ Chúa Giêsu về cho kỳ môn vật đổi mới. Đến chính tội của các lãnh đạo cơ đốc này đã khiến cho cái nền thần học bại hoại, khiến cho hội thánh của Chúa bị khủng hoảng kinh hoàng. Amen. Và chúng ta đọc cái cả Pastor Hoài Hương cũng vừa đọc đấy, là những cái phần lá thư mà Đức Chúa Trời gửi cho các hội thánh của Chúa đấy, thì kinh hoàng không? Ta biết nơi ngươi ở là củ sa tăng, ngươi mang tiếng sống mà là chết, đủ đủ các thứ, rồi ngươi dung túng cho các quỷ này hành ở trong hội thánh, rất nhiều, đúng không ạ? Rất nhiều, chỉ có một số tí tí là Chúa Trời ngài gọi là khen thôi. Như hội thánh Philadelphia chẳng hạn này, ngài khen một chút thôi, một chỗ một thánh khác khen một chút, còn lại chủ yếu toàn là bị quở mắng thôi. Nếu người không nghe là ta đến cắt chân đèn này, ta đến lưỡi gươm ta đánh người, giết người, giết con cái người, đu đủ các thứ, kinh hoàng luôn. Chỉ có một tí thôi, như lời Chúa nói trong sách Esai, Roma mà Pastor Hưng có đọc đấy. Dù Israel đông như cát dưới biển xa trên trời, nhưng chỉ phần sót lại của dân sẽ được cứu mà thôi. Đó, chúng ta phải phải sao ạ? Phải thừa nhận một cái thực tế như này, anh chị em ạ. Đó là con cái Chúa rất đông, ở hội thánh rất đông, những người gọi là cơ đốc nhân rất đông, nhưng chỉ phần sót lại rất nhỏ được cứu thôi. Nhưng sót lại cái gì? Sót lại họ qua được thử thách đấy, họ được đứng ra đấy thì họ được cứu, anh chị em ạ. Và tất cả phải qua thử thách hết, là cái giờ mà phải đến trên đất mà Kinh Thánh nói rồi, không ai là không qua thử thách cả. Còn ai mà không chịu thử thách ấy, đó là con ngoại tình, là Đức Chúa Trời diệt kẻ đó, là đứa con hư mất rồi. Nên con thử thách là phải phải qua.
Nên Đức Chúa Trời Ngài phải để cái chuyện mà thử thách gửi thần cảm giả mạo đến, và Kinh Thánh nói đấy, Ngài phó họ trong tay thần cảm giả mạo, hay tiếng Nga nói là Ngài sai thần cảm giả mạo đến, anh chị em ạ. Đấy, chúng ta xem đấy, Đức Chúa Trời đã từng làm chuyện đó chưa? Làm chưa anh chị em? Làm thôi. Ví dụ đối cho phép đầu tiên đấy, để cho Lucifer dưới dạng con rắn đấy, để lừa ai? Lừa Adam, lừa Eva. Thấy chưa? Đức Chúa Trời thừa sức nói tát vỡ mặt nó, diệt nó ngay lập tức chứ. Ngài yêu Adam, Eva, yêu con người, mà tên sang ngày để chúng ta phải thử xem Adam, Eva có lòng thực sự yêu Chúa không. Amen. Rồi tiếp nữa, Job là cái người mà rất là đẹp lòng Chúa Trời, Chúa khen trước mặt tất cả trời và đất. Đấy, tôi tới ta đấy, tuyệt vời chưa? Wow, thì đấy. Đến xe nó kiện luôn. Anh đọc thì biết. Và đấy, ok, cho ngươi làm. Nhưng không động linh hồn. Đó, và bụp bụp bụp, chúng ta xem như thế nào rồi. Đức Chúa Trời dùng kẻ gian ác đấy để mà thử luôn, để kéo những kẻ gian ác lôi hết một đống luôn, lôi hết tất cả kẻ gian ác đi ra luôn, kẻ gian ác đi hết rồi, dùng một kẻ gian ác để lôi tất cả kẻ gian ác, tức là để đi theo luôn. Đấy nguyên tắc của Chúa đấy anh chị em ạ. Nguyên tắc đấy, khi mà dùng cái vật gì đấy chỉ cần đưa cái vật đó vào thôi, xong nó hút vào những kẻ giống ấy, nó hút vào xong nhất lên là xong, nhất kẻ nhất cả cả cụm lên luôn, chứ còn đi đuổi theo bắt bắt từng tí cái thì khó lắm, anh chị em ạ. Nên Chúa để đấy, dạ, cái cách thức của Đức Chúa Trời đấy, thả những cái phân tử nó tung tóe rất nhiều nhá, và cách nào đây, đưa cái điện cực vào nó hút vào thôi, nó xong nhất điện cực lên, thế là phân tất cả bay hết lên cùng một lúc luôn. Nên là Đức Chúa Trời làm đấy, những kẻ ác có trong cái thánh rất nhiều, Chúa dùng Lucifer đấy đưa thần cảm giả mạo vào chúng xuống, thế bọn nó sấp vào pop 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 vào nhấc lên thế thôi. Và Chúa dùng luôn cả kẻ ác, cả những mục sư giả, tiên sư giả, giáo sư giả đấy để làm điều gian ác đấy, những kẻ yêu gian ác bập 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 vào bốc lên cả đống luôn, sạch hội thánh của Chúa luôn. Nó đều như vậy. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào một chút. Ok, Antichrist là gì vậy? Thần cảm giả mạo Antichrist là gì? Anti tiếng Hy Lạp có nghĩa là hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là chống lại, nghĩa thứ hai là thay thế. Chống lại thì chúng ta biết rồi, chống lại là phản ứng phản kháng một cách rất mạnh mẽ luôn, đúng không? Còn thay thế là nó còn nguy hiểm hơn, nó cũng chống lại nhưng nó làm một cách là mềm, một cách nhẹ nhàng, một cách là kín đáo. Đó. Nói chung là Antichrist là giả, là đồ giả. Anti là giả, làm giả. Thế rồi. Christ là gì? Christ là đấng được sức dầu để làm vua, làm quan xét, làm thầy tế lễ, là đấng tiên tri của Đức Chúa Trời. Sức dầu đấy, sức dầu để cai trị, anh chị em ạ. Sức dầu để mà biệt thánh ra Đức Chúa Trời để Ngài dùng tuyệt đối. Và sức dầu đây là nói về Chúa Giêsu Christ, anh chị em ạ. Là đầu tiên, Ngài là ngôi lời trở xác thịt. Nên là Chúa Giêsu Đức Christ vừa là Đức Chúa Trời con mà vừa là con người. Đấy, phải đầy đủ hết nhá. Đấng Christ ấy, hay ở chỗ Đức Christ vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người. Nếu ở chỗ nào chỉ dạy Đức Chúa Trời chỉ là con người thôi đấy, xong hỏng. Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời con đấy, thế thôi, hỏng luôn. Đấy không phải Đức Chúa Trời, đấy là Antichrist anh chị ạ. Nếu họ nhấn mạnh họ chỉ có tập trung Đức, họ chỉ có tuyệt đối Đức Chúa Jesus Christ là con trời và không phải con người đấy, hỏng. Hoặc ngược lại, họ Chúa Jesus Christ là con người mà không phải con trời cũng hỏng luôn. Đấy Antichrist anh chị ạ. Nó giả đấy. Nên Antichrist là Christ giả hay là Chúa Giêsu giả. Đó. Tức là không phải đồng thời là vừa là Đức Chúa Trời và vừa là con người, không phải đồng thời. Thì cái bí mật Chúa Giêsu ấy nằm ở chỗ là vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người, và chúng ta đã có loạt bài Chúa Giêsu Christ là ai rồi. Anh chị em hãy nghe lại cái loạt bài đấy tôi đã bốc lên trên mạng 10 phút của Thánh Linh đấy, nhiều năm về trước. Chục năm gần chục năm về trước thì đó. Hội thánh của Chúa, Body of God đây, là hội thánh sứ đồ tiên tri. Mà tất cả anh em con cái Chúa được lập trên nền các sứ đồ tiên tri. Hãy thử ra Đức Chúa Trời Ngài đầy dẫy trên đây những thần khôn ngoan, thần tỏ ra của Chúa để soi sáng con mắt của chúng ta, nhận biết Đức Chúa Trời, nhận biết bản thân mình, nhận biết cơ nghiệp, nhận biết phải trái, phân biệt điều sai điều hèn, để trải nghiệm Đức Chúa Trời, bóc tách tất cả công nghệ làm người, được quản lý và phân phát sự bầu nhiệm của vương quốc Đức Chúa Trời, anh chị em, để cùng với Chúa dựng lên loài người theo hình tượng Chúa để cai trị muôn vật, cùng với Chúa núp dưới bóng tay của Chúa dựng cái tầng trời lập lên đất, amen, để mà cứu cái phần sót lại của dân Chúa và trở nên sự sáng cho dân ngoại, cũng như sự cứu rỗi của Chúa đầu cùng đất. Chúa làm chúng ta như vậy. Thành thử ra là đối với chúng ta, Đức Chúa Trời cho chúng ta thần sự bày tỏ của bảy thần Chúa đầy ngập trên chúng ta, để chúng ta bật lộ ra thần linh Antichrist rất là dễ dàng, chỉ cần chúng ta tin có tiếp nhận hay không thôi. Amen. Chúa Giêsu yêu thương như vậy, thế tại sao Ngài lại phó hội thánh của Chúa vào trong tay thần cảm giả mạo? Ngài là Sandis rồi, là cái người mà sung sướng vì người khác đau khổ à? Không, chúng ta vừa nói rồi, đó là Ngài thử thách xem ai thực sự yêu Chúa. Vì Đức Chúa Trời Ngài muốn cái sự kêu gọi lớn nhất của con người là gì, anh chị biết không? Sự kêu gọi lớn nhất của con người đó là vợ của Đức Chúa Trời,
anh chị em ạ. Giống Chúa đấy, để cả chỉ một vật đấy, để nói chung. Nhưng trong cái giống Chúa đấy, có đẳng cấp từ cái phần nhỏ nhất đến phần lớn nhất. Lớn nhất đó là vợ của Đức Chúa Trời. Và trong vợ của Chúa ấy, thì gồm nhiều cái hoàng hậu, nhiều cái nàng dâu nhỏ trong đó. Cũng như các hội thánh lớn, một cái nhưng có nhiều hội thánh nhỏ, nhiều giáo hội thánh nhỏ, tất tất vào nhau. Như phần tử ấy, như thân thể chúng ta có nhiều thi thể đúng không? Cái tay này cũng là thân thể của mình, cái đầu, cái tóc, cái chân, cái miệng đấy cũng là gọi là thân thể mình cả, nói chung cả, nhưng có phần khác nhau. Cũng vậy thôi, trong vợ của Chúa đấy, nói chung là tổng thể đấy, thì có nhiều nàng, nhiều vợ nhỏ, nhiều cô vợ nhỏ 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 trong đấy. Đấy. Vì thế tại sao chúng ta mới thắc mắc tại sao ở trong ước lại sao có chuyện lắm vợ, nhiều vợ thế nào nhỉ? Tại sao lại chàng rể đi đón lại có 10 nàng trinh nữ đi đón là thế nào nhỉ? Tại sao thế nhỉ? Không phải là cái chuyện gọi là một vợ một chồng đâu anh chị em ạ. Cái chuyện đây là một chồng và nhiều vợ đấy. Chúa Đức Chúa đa có vẻ tưởng đa thê nhưng thực ra không đa thê, tức là những cái người vợ đấy là một, là những phần nhỏ đối với Chúa Trời chỉ là một thôi. Nhưng tại sao là cái ước này nói là nhiều vợ? Mà David nhiều vợ như thế, sao Solomon nhiều vợ như thế, mà sao Chúa cho phép thế là thế nào? David lắm vợ thế, hả? Mà David lại gọi là đẹp lòng Chúa Trời, tại sao như vậy? Để chúng muốn nhắc nhở đấy, không đấy cái con người đấy một chuyện thôi, nhưng ta muốn qua đó để nói rằng ta có nhiều cái người vợ nhỏ mà tổng hợp lại là vợ của ta, vì ta là tất cả mà, nên tất cả đến vào thành một được. Nên khi mà hiểu tại sao về đa thê anh chị em ạ, con người ở cái thời điểm này, ở cái thời điểm mà sau khi Chúa Giêsu làm người đấy thì không đa thê được anh chị em ạ, bởi vì Chúa Giêsu đã bày tỏ ra chuyện đó rồi, Chúa Giêsu đến rồi mà, là chấm hết cái phần kia để Chúa Giêsu bỏ bày tỏ cái sự trọn lành của luật pháp ra, đó là ta cưới vợ, ta cưới làm dâu của ta. Những ai xứng đáng là làm dâu của Chúa. Có cái loạt bài chúng ta đã nghe phần trước đấy là ai xứng đáng là vợ của Chúa Trời. Amen. Ai xứng đáng được dự tiệc cưới của Ngài. Amen. Và cái chuyện mà ân ái làm tình với Chúa Trời, mang thai với Chúa Trời đấy, đó là chuyện bí mật anh em ạ. Chuyện bí mật này nó không thể là kể lể hết mọi người biết được đâu. Nhưng mà Chúa đã dùng tôi để nói ra cái chuyện này đấy, để mình nhấn mạnh khấn để có cái chuyện ân ái tuyệt vời giữa người yêu mến cực kỳ với Đức Chúa Trời mà Chúa yêu mến ấy với Đức Chúa Trời, để người đấy phải đi tìm kiếm đi, chứ không phải là cái kẻ mà ngu dại xét đoán sự bẩn thỉu ô uế của mình, vì là kẻ lòng ô uế lương tâm không trong sạch, mà lương tâm ô uế thì lúc nào nhìn thấy ô uế cả, nghĩ theo kiểu bẩn thỉu cả, và nó không chịu nghe chuyện đó, và đến đồ chó này là coi thường luân thánh, nên họ không được cứu chăng nữa, họ không được vào thành thánh của Đức Chúa Trời. Vì thánh nói như vậy rồi. Amen. Bây giờ chúng ta vào bắt bài đi. Tại sao Đức Chúa Trời ngài phó, hay tại sao Đức Chúa Trời ngài để thần cảm giả mạo nó lộng hành trong hội các thánh của Đức Chúa Trời? Tại sao như vậy? Điểm thứ nhất đó là Đức Chúa Trời ba nguyên nhân thôi, anh chị em ngắn gọn thôi cho em dễ nhớ. Nguyên nhân thứ nhất đó là Đức Chúa Trời muốn bật ra, lộ ra những cái người nào không có thái độ yêu lẽ thật, họ không phải người yêu Đức Chúa Trời, bộc lộ ra. Thì nhiều kẻ nói ơ chưa con yêu Chúa, ơ con yêu Chúa, ơ con kiêng ăn, con cầu nguyện, con dâng mình, con phó mình, con đốt mình, đủ đủ các thứ đấy. Thế con hầu với Chúa, con đi truyền giảng. À, không đâu, đừng có nhìn bề ngoài như vậy. Ngay tẩy rửa hội thánh của Chúa. Vì thế ngài để cho những cái thử thách cám dỗ nó vào trong ý tưởng người đấy, trong hành vi của người đấy, trong câu chuyện đó người đấy, anh chị em ạ. Ngài chủ ý làm như vậy, ngài biết lòng của người đấy rồi, nhưng ngài muốn để cho người đấy biết ngài người là ai. Ngài không phải là không biết đâu, ngài biết tất cả mọi sự quá khứ hiện tại tương lai, ngài đã biết hết sạch rồi, ngài biết sạch rồi, vì tất cả có sáng tạo này, thời gian không gian vô hình hữu hình nó nằm một cái phần rất nhỏ trong tay của Chúa thôi. Tất cả các vũ trụ, vô số các vũ trụ ấy, nó chỉ là cái chấm nhỏ trong cái có sáng tạo, mà chỉ là chấm nhỏ trong lòng bàn tay vô tận của Chúa thôi. Ngài chủ ý làm như thế để làm rõ cái người đấy một cách công khai, để người biết chính người là ai, để người không tự lừa dối mình nữa anh chị em. Vì lừa dối mình là cái tội rất nguy hiểm. Lừa dối Chúa, lừa dối người khác, còn biết mình đang lừa dối để mà có thể ăn năn được. Nhưng mà mình lừa dối mình ấy, thì thôi mình bị mù, mình không biết đâu ở đâu cả. Là rất nguy hiểm. Những người mà không yêu đã thật đấy, anh chị em ạ, thì nhiều khi chính họ đấy không biết là họ là kẻ không yêu đã thật. Họ nghĩ rằng họ là người công bình nhất, họ nghĩ họ đúng nhất. Họ nói là đúng, 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 tôi đúng nhất, tôi đúng, tôi đúng, tôi đúng, đúng. Họ nghĩ là họ đúng nhất, những cái lời khuyên dạy dỗ họ đúng nhất, đúng nhất, đúng nhất, và họ không biết cái điều gì ở trong lòng họ nữa, vì họ không làm việc tấm lòng. Hãy cẩn thận giữ tấm lòng con hơn hết, mà họ không có định nghĩa thế nào tấm lòng, họ không định nghĩa thế nào là linh hồn, không làm việc linh hồn, không định sai cái linh hồn của mình, không biết cấu tạo của tấm lòng ra cái gì. Anh chị em, tấm lòng phải biết cấu tạo đấy thì mới làm việc được. Anh chị muốn dọn lòng đấy phải biết cấu tạo,
Tương tự như anh chị em muốn dọn cái phòng đấy thì anh chị phải biết cái phòng nó cấu tạo thế nào để mà dọn chứ, chứ không đi vào đâu. Cái phòng nó nhiều ngách lắm, mà linh hồn ấy anh chị biết bao nhiêu không? 3 tầng, mỗi tầng 30 phòng, xây trên nó như vậy, 90 tầng, 90 phòng đấy, 90 phòng mà bây giờ mình mà không biết cấu tạo thì mình dọn thế nào? Không biết 90 cái phòng đấy là 90 cái phòng gì đấy thì để chỉ chưa nói về thần linh, chỉ linh hồn thôi thì dọn thế nào? Cứ nói chung chung dọn dọn phòng, hóa ra những người chỉ toàn dọn ngoài cửa thôi, không vào trong cái từng phòng thì nếu ngỡ nó bẩn, trong lòng họ vẫn bẩn thỉu, họ không biết. Nên thành thử ra chúng ta có công nghệ làm người ấy, để làm việc với linh hồn, design linh hồn của mình đấy, biết cấu tạo của linh hồn lúc đấy biết được. Nên thành thử ra ký người không yêu đã thật đấy, không yêu Chúa thực sự đấy anh chị em ạ, thì họ sao, họ không biết, họ như vậy, họ nghĩ là họ ok, họ ổn hết rồi, họ tiếp tục lừa dối chính họ và họ lừa dối người khác nữa. Đức Chúa Trời Ngài rất là công bình, Ngài yêu tất cả mọi người, mà tất cả mọi người trên thế gian này khi vào ấy thì đều mặc đấy, Adam thứ nhất cả đều được phạm tội cả. Thành thử ra cái sự mà láu cá lươn lẹo nó có hết rồi anh chị em ạ. Nhưng Đức Chúa đặt để trong lòng thần linh con người có cái phần gọi là lương tâm, để người đấy có làm việc lương tâm của mình không, mình có lươn lẹo láu cá này không, để ngoan cố cãi trả ABC thế này không, hay khi bị sai mình thừa nhận, ủa đúng tôi sai tôi xin lỗi. Ít nhất phải im lặng đi, chứ không phải là gân cổ ra để cãi, để mà là bậy bạ, để mà vào hùa giết người lương thiện, giết người công bình của Chúa đâu. Amen. Nên Chúa tạo ra những chuyện gì nó xảy ra, những tình huống nó bật ra, hoặc là trực tiếp với mình, hoặc là gián tiếp với mình anh chị em ạ. Trực tiếp với mình nó thử thách trực tiếp, anh chị em nghe cái loạt bài, cái bài giảng của tôi mang tên là thử thách trực tiếp và thử thách gián tiếp chưa? Thử thách trực tiếp là cái điều đó với thực với mình luôn, còn gián tiếp là mình nghe, mình nhìn, mình thấy, mình được kể, mình lôi đến vào, nó không trực tiếp với mình, nó gián tiếp nhưng vẫn là thử thách cả, để cho Ngài làm cái chuyện gì đó để cho mình bị đau trong lòng, để cho mình bị sốc trong lòng, để cho mình cảm thấy cái chuyện gì đó để mình phải phản ứng ra sau chuyện đó đây. Nhiều người khi họ đọc lời Chúa đấy, họ tìm sự an ủi, họ tìm sự vui mừng, chứ họ không tìm sự thay đổi. Cái phong trào rất nguy hiểm mà nghe có vẻ rất ok, đó là sống và làm theo Kinh Thánh, nghe rất ok anh chị ạ, nhưng đấy là phong trào tồi tệ, phong trào thảm họa anh chị em ạ, mà tạo ra những cái dòng Pharisee giả hình đấy, kiêu ngạo đấy, chỉ đọc Kinh Thánh thuộc lòng thôi, sau đó là khoe mình tôi biết Kinh Thánh, tôi biết Kinh Thánh, tôi giờ tôi giảng, tôi chia, tôi cắt nghĩa đủ, đủ các thứ thế thôi, tôi mở trường thần học ra, mà học viện cấp bằng giáo sư tiến sĩ thần học, chủng viện nọ rồi viện tương tự, xong khoe mình, đấy là một cái loại dã man anh chị em ạ, cái loại loại cực kỳ độc ác, dòng Pharisee đấy. Tại sao Chúa Giêsu ngày quả nặng nhất là bọn Pharisee, thầy dạy luật, biết Kinh Thánh như thế vì họ giả hình. Và nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy ở cái thời gì Ezra, thời Nehemi đấy, mà khi mà lập lại đền thờ của Chúa, lập lại cái thành bị đốt đấy, anh chị em nhớ không, thầy giáo Ezra đấy lôi Kinh Thánh ra đấy để đọc luật pháp đấy, mọi người bắt đầu dân chúng bắt đầu khóc lóc, người bắt đầu thao, và từ đó bắt đầu tạo ra cái dòng Pharisee anh chị em ạ, bắt đầu họ chỉ tra xét Kinh Thánh thôi để tìm xem sự ông bề đời trong đó không, như Chúa Sư nói đấy, và họ bắt nghĩa từng câu của Kinh Thánh, sau đó là họ sang Kinh Thánh, họ bắt người ta phải làm thế này, mà không đọc thương xót, không hiểu bản chất của câu Kinh Thánh là gì, không hiểu bản chất luật pháp là gì, đó họ chỉ làm theo hình tượng, họ làm theo chữ, họ không làm theo cái bản chất của luật pháp, mà chúng ta được học về bản chất, chúng ta dạy tập trung bản chất chứ không phải là hiện tượng, chúng ta tập trung bản chất chứ không phải là hình vỏ ngoài bên ngoài. Chúng ta tập trung vào sự công bình của Đức Chúa Trời, sự đúng đắn của Đức Chúa Trời, luật pháp của Đức Chúa Trời, lý lẽ của Đức Chúa Trời, lập luận của Đức Chúa Trời, ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không để ngoài bề ngoài bề ngoài. Nên Chúa Giêsu nói đừng nhìn bề ngoài để xét đoán, mà xét đoán bề trong theo lẽ công bình. Amen. Chúa Giêsu ấy, Ngài cũng nói trong sự Ê-sai nói đấy, Ngài không lấy những sự gì tai Ngài nghe hay là mắt Ngài thấy để xét đoán, mà Ngài xét đoán theo sự công bình của Chúa Trời. Để mắt thấy chưa chắc nó đúng đâu, tai nghe chưa chắc nó đúng đâu. Amen. Mà theo sự công bình của Chúa. Làm rõ ràng ra. Và họ tạo ra cái dòng gian ác như vậy, đọc Kinh Thánh rất nhiều nhưng mà gian ác giết người dân kinh. Và vì thế chúng ta mới nhìn thấy chúng ta là nạn nhân, và chúng ta cũng là nhân chứng của bao nhiêu cái cuộc mà thanh trừng nội bộ các hội thánh với nhau anh chị ạ. Giữa các giáo hội tin lành kháng cách, tin lành chính thống, tin lành công giáo với nhau, hội thánh công giáo đánh hội thánh chính thống giáo, rồi nội bộ đánh giết nhau, đặc biệt hội thánh tin lành kháng cách đấy
đấy, Protestant đấy, già vua già già bao nhiêu chục nghìn hệ phái là phái nhau đánh giết nhau này, bởi ra vì ra những cái dòng giống biết kinh thánh chứ không biết lời Đức Chúa Trời. Vì kinh thánh là một phần của lời Đức Chúa Trời được viết ra dưới dạng chữ chữ trên bảng đá, trên da giấy, trên gỗ, trên gì đấy, trên sách vở điện tử hay nào đó. Thế thôi, kinh thánh có sau lời Đức Chúa Trời, anh chị em phải nhớ như thế nhá. Lời Chúa Trời dạy muôn vật, nhưng kinh thánh không dạy muôn vật. Chúa không dạy cho nào bảo là phải sống và làm việc theo kinh thánh, hay là loài người sống nhờ kinh thánh, loài người sống bằng lời của Đức Chúa Trời. Amen. Còn kinh thánh là cái phần mà lời Chúa được sắp xếp lại này, anh chị ạ, sắp xếp lại này, cái phần cần thiết sắp xếp lại đấy, đủ như lá thơ để Chúa hà hơi vào để dạy người ta nhìn kinh thánh đi, để mà tìm được tác giả kinh thánh. Amen. Chứ phải nhìn kinh thánh xong cứ nhìn cái chữ này, tác giả đứng sừng sững ở bên cạnh này, không thèm hỏi, không thèm tương giao với tác giả gì cả, cứ lỡ bỏ tác giả ra một bên. Chúa Giêsu đến đấy, cái dân Israel đấy là cái dân mà nói là thờ lại Đức Chúa Trời đó, thấy chưa? Chúa Giêsu đến đây này, chưa cả kinh thánh viết với ta chính là ta đây này, ta nói về đây này, ta đây này, ta tác giả đây, ta nói ta đây, ta là người lời đây, ta đây này. Nhưng bọn nó đi ra, ngươi là con người, ngươi là một người kiêu ngạo, thế loại kia, ngươi phá luật pháp kia, cứ thử xem đây, cứ chàng sắc dẫn thế này. Xong kêu xong kêu xong kiện Chúa, xong rồi phán xét Đức Chúa Trời, ô ngài là phá luật pháp, là phá luật pháp ngày Sa-bát, là phá đu đủ các trò. Đấy, cái loại đấy nó không nhìn bằng mắt trong lòng, mình chịu, nó nhìn bằng mắt thực thể thôi, nó không nhìn mắt trong lòng, lòng của họ và tai họ bị mù, nên chúng nói nữa, ai có tai hay nghe hay đi phán cùng với tai, là như vậy. Mà chúng ta, Chúa đang muốn con chúng ta để dấy lên những loại người sống theo lời rema của Chúa. Amen. Sống theo thần của Chúa Trời, đấy là Adam thứ hai đấy. Adam thứ hai sống theo thần của Chúa Trời. Adam thứ hai sống theo rema của Chúa Trời. Amen. Adam thứ hai sống vượt qua kinh thánh mà sống bằng lời rema của Chúa Trời. Đấy, đấy là loại người Chúa Trời người cần. Thế còn các loại người mà chỉ sống theo kinh thánh thôi rất nguy hiểm. Nguy hiểm thế nào chúng ta đã biết rồi. Khi mà thần cải tạo nó đến ấy, nó khiến bộc lộ cái người đó ra, để người đấy phải đối diện với bản thân mình. Mình là ai? Một trong nhiều câu hỏi đấy mà bao nhiêu thế giới họ không trả lời nổi đấy. 99% loài người không trả lời nổi đó, tôi là ai? Không trả lời được. Thậm chí những cái người đang giảng truy tìm bản thân hay là gì đó, gì nhỉ, gọi là khám phá bản thân mình hay là gì đó, gọi là cái gì, nhận diện bản thân đấy, họ không biết được bản thân họ là ai. Họ chỉ nói những con vẹt thôi. Hay nói chỉ một phần rất nhỏ là đấy trong chân lý thôi, chứ không có trên toàn thể, toàn tổng thể con người là ai cả. Nó chỉ nói cái phần mức tí tí là phần linh hồn thôi, hay tí tí phần thần linh thôi, à tí tí về phần thân thể thôi, chứ không tóm phần cấu tạo của thần linh, cấu tạo linh hồn, cấu tạo của thân thể, ba phần đấy nó cơ cấu với nhau như thế nào, nó liên kết như thế nào, từng phần của nó được cấu tạo ra sao và nó liên kết hoạt động ra sao, bản chất nó là cái gì, nó không làm được. Tức là chúng ta phải quay về bản chất là khi mà Chúa chưa dựng lên thế gian ấy, đấy đưa vào đấy thì mới hiểu được con người là ai. Và những người có động cơ xấu mà ẩn giấu trong lòng mình ấy, anh chị em ạ, họ sẽ rơi rất dễ dàng vào thần giả mạo. Thần giả mạo nó tóm cổ cái kẻ đấy rất dễ. Họ có thể là mục sư, họ có thể là lãnh đạo, họ chăm bày, họ có thể những người rất là cực kỳ nóng cháy sùng sục cho Chúa, anh chị em ạ. Họ có thể hầu việc ngài rất là có vẻ như là có kết quả, rất là nhiều bông trái, có vẻ như thế bề ngoài đấy, có vẻ như thế. Nên Chúa nói đấy, các người mang tiếng sống mà là chết, ta đông lắm sống với Chúa, hallelujah. Nhưng Chúa bảo là hội thánh các người mang tiếng sống mà là chết, ta biết công việc của ngươi rồi, bao nhiêu thứ, nhưng mà sao ạ, bao nhiêu công việc của ngươi khó, bây giờ ngươi còn tốt hơn cả ban đầu nữa, thế nhưng ngươi bỏ tính như ban đầu rồi, hãy cẩn thận đi, không tao đánh giết người đấy, tôi cảnh cáo thôi mà. Nên đừng có tưởng cái vỏ ngoài là hội thánh tập đông, những các ca đoàn, các thứ lại nghe đó lắc lăng lắc lên người thì rung người rồi nổi da gà, thì tập đùng đùng tôi ngã lăn quay nơ ra rồi nói liến thoáng tiếng lạ đủ các thứ, xong nói rằng đấy là yêu Chúa. Đừng quên đi, cái đấy chỉ lừa được mấy cái hội mà không biết lời Chúa, rema của Chúa thôi, lừa được cái bọn biết kinh thánh thôi, còn cái người mà biết Đức Chúa Trời và biết lời rema của Chúa thì quên đi mà lừa được. Amen. Nói chung chỉ lừa được hội giáo sĩ, cái hội tiến sĩ, giáo sư, thần học mà biết kinh thánh rất giỏi thì lừa được. Nhưng mà lừa Đức Chúa Trời, lừa người Adam thứ hai, lừa người biết lời rema của Chúa, không lừa nổi.
Và chủ đề nan đề xảy ra, nan đề khi nó dính đến tài chính, nan đề khi nó dính đến gia đình hôn nhân, nan đề khi nó dính đến thẩm quyền, anh chị ạ, bộc lộ ra người là ai. Nếu người đấy mà yêu nó thật đấy thì người sẽ chỉnh đốn lại, anh chị ạ. Nếu không yêu đấy thôi sẽ bị quăng ra, chẳng còn được sự đứa con sự hư mất. Và yêu đấy thật đấy, yêu lời Chúa trời đấy, yêu Chúa đấy, không đơn giản là khi mình lời Chúa là mình cảm tình với lời Chúa đó. À, lời Chúa hay, à, kinh thánh. Anh chị em có để ý không? Nhiều người họ lúc nào cũng phải đi mang kinh thánh trong người, sách kinh thánh trong người. Chúa đạo viết thập tự giá, nghe có vẻ yêu Chúa lắm. Bề ngoài đấy, cảm tình, nữa cảm tình với đức tin Cơ Đốc mà. Rồi đặt cái gọi là thập tự giá thật to ở mọi chỗ. Chúa đạo cũng là Hallelujah, tôn vinh Chúa trời, ngợi khen Chúa trời. Chúa đạo cũng thế cả. Tức là cảm tình với lời Chúa thôi. Là fan fan hâm mộ với kinh thánh, fan hâm mộ với thập tự giá, fan hâm mộ thôi. Họ có thể giảng dạy về lời Chúa luôn, anh chị em ạ. Họ cắt tiết lời Chúa luôn. Hay là họ không phải đơn giản nghe lời Chúa, hay là công bố lẽ thật đâu, công bố lẽ thật lời Chúa đâu, bạn yêu lẽ thật đâu, anh chị em ạ. Yêu lẽ thật không phải người như thế. Đấy, họ chỉ yêu kinh thánh, họ làm như thế. Nhưng yêu lẽ thật thì khác hẳn. Chúng ta hiểu biết thế, yêu lẽ thật rồi đúng không? Yêu lẽ thật là trả tất cả mọi giá để bám theo lẽ thật đấy. Nếu Chúa nói là rema lẽ thật đấy, là con phải như thế này, thôi xong con phải làm như thế, chết con cũng làm, sống con cũng làm, bị người ta sỉ nhục người ta giết con cũng vẫn làm, nếu con đang nghe lời rema của Chúa Trời. Rema nhé, không kinh thánh, anh chị nhé, rema nhé. Ví dụ như là chúng ta xem có ông nào mà chuyện nó quá lạ luôn. Ví dụ ông nào, ông tiên tri OC mà người bày tỏ về Đức Chúa Trời cưới vợ. Tiên tri Môi-se như này. Tiên tri Môi-se là à, tiên tri OC làm cái gì đây? Chú bảo là đi cưới gái điếm về làm vợ. Kinh thánh Cứu Ước nói là tiên tri thầy tế lễ không được cưới kỳ nữ. Nhưng mà ông có quan hệ với Chúa Trời chứ mà. Kinh thánh ấy chỉ cho ông ấy biết tác giả là ai. Và ông ấy bỏ kinh thánh ra để mà tương giao với tác giả. Và ông mới nghe được tiếng của tác giả, và tác giả nói ông ấy là Đức Chúa Trời ấy nói ông ấy là đi cưới người kỵ nữ làm vợ, đẻ con sau đó bỏ. À, cái gì đây, sao vô đạo đức thế này, người của Chúa thì tiên tri của Chúa mà sao làm bậy thế này. Nhưng mà ông ấy nghe rema của Đức Chúa Trời chứ em ạ. Từ Abraham nữa, Abraham chứ bảo là bỏ quê hương của ngươi, bỏ bà con của ngươi đi đến cái nơi mà ta chỉ cho. Ông nghe là rema của Đức Chúa Trời anh chị em ạ. Amen. Ông không nghe kinh thánh. Nghe kinh thánh thì ông ấy chối ngay. Mà không, kinh thánh nói thế này không được. Nhưng ông này rê mạc Chúa. Nên cái nghệ thuật đấy, đi với Chúa, nghệ thuật là anh chị em đọc kinh thánh mà có quan hệ với Chúa Trời. Đọc kinh thánh mà nhận rê mạc với Chúa Trời. Đấy mới chuyện quan trọng. Chứ không phải đọc kinh thánh để làm cái đầu mình to ra. Mình có bằng cấp ngập trời luôn. Không đâu, Babylon khó nạn lắm. Babylon là kẻ rất nguy hiểm đấy. Mà mục sư Hoài Hương vừa đọc đấy. Cái kẻ đấy nó ra từ giữa chúng ta mà. Nó không thuộc chúng ta đâu. Amen. Nó ra từ, đầu tiên nó ra từ giữa chúng ta. Nó là những giáo sư tiên tri sứ đồ giả đấy, sau đó là Đức Chúa Trời phải bảo là hãy ra khỏi sự Babylon. Đầu tiên nó ra từ chúng ta nhé, nó nhỏ thôi, nó ra từ chúng ta, nó nhỏ hơn mà, nhưng mà sau nó trở thành đồ sộ, thật đông này, thành cái thành Babylon đông đảo này. Nên đến nỗi Chúa phải bảo là dân ta ra khỏi Babylon, dân Chúa còn rất nhỏ, phải ra khỏi Babylon. Babylon lớn quá ta đấy, để bảo Chúa phán xét hủy diệt cái Babylon đó. Và Babylon là gì chúng ta cũng dạy rồi. Babylon không phải là hội thánh công giáo, Babylon không phải là các thế lực tôn giáo, không phải, đấy chỉ con gái Babylon thôi. Còn Babylon là cái gì cơ thì nó lại khác. Chúng ta đã dạy theo Babylon rồi, và trong mỗi con người đều có một con người Babylon, đó là Adam thứ nhất. Khi Đức Chúa Trời ngài đã bật lộ ra bằng hình thức nào đó đấy, ngài dạy cái người đấy có bốn gọi là cái mức độ bảo vệ để người đấy có thể gìn giữ mình, lòng của mình với lẽ thật. Thì Chúa nói hãy cẩn thận giữ tấm lòng con hơn hết. Bằng cái gì đây Chúa ơi? Giữ bằng cái gì đây Chúa? Thì Chúa nói phát xong bằng cái nào? Thì bắt đầu liệt kê ra, lọc ra kinh thánh ra và tìm đến bốn cái hệ thống bảo vệ người bốn cấp đấy anh chị em ạ. Lát nữa chúng ta sẽ nói, hay là buổi khác chúng ta sẽ nói bốn cấp đối với người yêu đó thật. Còn bây giờ hôm nay chúng ta nói về cái chuyện sao? Tại sao Chúa phó thần cấp giả mạo? Tại sao Chúa để cho hội thánh thật cả giai đoạn lúc đoạn trong hội thánh vậy? Mục tiêu mục đích thứ hai, nguyên nhân thứ hai, tại sao Chúa để cho thần cảm giả mạo lo lộng hành trong hội thánh? Thứ nhất là giúp lột người ra rồi đúng không, biết họ là ai, để họ phải phải nhìn nhận bản thân mình,
để mà tự ăn năn để cứu đi. Điểm thứ hai cũng tương cần tương tự như vậy, Chúa bật rõ ra cái dấu trong lòng người ấy, để bật ra đứa đâu đứa con sự hư mất để bị diệt đời đời. Anh chị em ạ, thứ nhất là chúng bật ra thôi. Xem đi, xem đi, ăn ăn đi, ăn ăn đi, hoặc là không ăn ăn. Kẻ nào không công bình cứ không công bình, kẻ nào công bình cứ công bình tiếp đi, kẻ nào ác cứ làm ác đi, kẻ nào làm thiện cứ làm thiện tiếp đi. Làm không? Điểm thứ hai, bắt đầu Chúa xoáy vào cái chuyện diệt những kẻ đứa con sự hư mất. Đức Chúa Trời nhìn thấy độ sâu trong lòng con người. Sách Jeremy có nói này: loài lòng loài người là dối trá hơn mọi vật, rất là xấu xa, ai có thể biết được. Ba, Đức Giê-hô-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng và báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả công việc họ đã làm. Đó. Chúa báo trả, Chúa lấy đưa ra. Chúa nhìn thấy, Chúa cảnh tỉnh bao nhiêu lần? Lần thứ nhất Chúa cảnh tỉnh đôi ta, nó vẫn không chịu nghe, nó vẫn kết đàn kết bè kết đảng với nhau, kết bè đảng với nhau, giấy nó lên làm bộ có vẻ như là tôi im lặng, tôi không làm gì cả, nhưng mà bên đằng sau vẫn ném đá dấu tay, vẫn tôi im lặng ấy chứ, bật dừng vẫn kể lể. Có hiểu không anh chị em? Tức là tôi im lặng anh chị, im lặng im luôn, không kể gì nữa, im lặng kể, tôi im lặng ấy, im lặng chẳng qua tôi không viết ở trên mạng thôi, còn tôi nói hết đầy, ơi hội thánh này, ơi hội thánh này kia, mục sư này, ơi mục sư ấy, để nói xấu người nọ. Tôi im lặng ấy chứ, tôi có biết gì đâu, trên mạng sao bọn tôi có biết đâu. Đó là kẻ dối trá đấy. Đức Chúa Trời ngày báo trả cho họ những gì cho lòng họ, anh chị em ạ. Nhờ cái tác động của Antichrist, thần cảm giả mạo đấy, mới phát hiện ra ý nghĩ thầm kín và trạng thái linh hồn của họ luôn. Có những người giáo sư tiến sĩ thần học có vẻ lạ mạo lắm, có vẻ hay lắm. Họ nói rằng, ô không, tôi không có quan hệ gì liên hệ, tôi không có phá hội thánh của bạn, tôi không phá một hội thánh mục sư, tôi không có động đến nội bộ, tôi không có can thiệp nội bộ của mục sư. Đấy, lẫn trắng trợn nói như thế. Và nói, tôi có gian ác gì đâu, tôi có đứng sau để mà làm cái gì để ủng hộ cho những người gian ác nổi loạn, phản loạn lại mục sư đâu, tôi có phá hội thánh đâu. Họ vẫn chối bỏ như thế. Nhưng khi mà Chúa đã tỏ chúng ta những cái gì ạ, những cái bằng chứng rõ ràng, xác đáng đấy, giờ đưa một phát tạng này. Nếu mục sư nói rằng mục sư không đứng sau để mà làm việc bậy bạ đấy, để mà thúc đẩy các anh chị em phản loạn đấy, để mà cố vấn cho họ đấy, thì tại sao có cái lá thư này ra từ máy tính của mục sư, lá thư gửi đi từ email của mục sư. Đấy, rõ ràng đấy. Bục qua luôn. Điểm thứ hai nữa, mục sư nói là mục sư không có can thiệp được bộ hội thánh. Thế tại sao từ lúc đó mục sư vẫn có những cái message, những cái thông báo nói chuyện với nhau để mà mách với nhau, mách ông loại ông kia, ông loại ông kia, làm gì, không can thiệp được cái chuyện gì đấy. Hả? Đã xong hỏi là anh thế nào, anh có sống không, anh học không, đời Chúa thế nào, mà đi trường ngôn chỉ mách thôi, viết nhắn tin với nhau để mách, ông này bán cho ông kia làm cái đó để kể nội bộ của nhau, thế làm cái gì đấy. Và khi mà bị bộc lộ ra rồi bắt đầu mới chạy cắt xấu hổ, cắt hết liên lạc, cắt hết unfriend, block hết tất cả Facebook, Telegram, WhatsApp, Viber, Messenger, Zalo, đủ cắt sạch hết luôn, điện thoại block hết luôn, không liên lạc thế, trả lời viết email thôi, không trả lời thế, chắc là ném vào trong sư giác rồi, spam rồi. Thì khi mà thần của giáo đến ấy, phát hiện ra cái bên trong lòng của người ta là cái gì, bên trong của bà là cái gì, và giá ra sao. Amen. Mới biết được linh hồn của người ta là sao. Cái điều đó chúng ta cũng không phải lạ gì, vì chúng ta là nhìn người đúng quá, được học nghệ thuật làm người rồi, trong thần của Chúa biết ngay mà. Khi mà người ta nói nó biết ngay là người ta nói bậy mà. Những cái thơ thần của họ nó biết ngay, thơ thần toàn là những lời sự chết thôi, chúng ta thấy ngay. Thì những kẻ hay nói dối, những kẻ nói ôi yêu Chúa, yêu thân yêu Chúa lắm, thì đến khi bắt đầu bảo rằng mình ơi thôi bận lắm mà phải đi kiếm tiền, ôi sao lắm thế, học nhiều thế, ôi đủ tôi xong nhiều thôi, dễ dàng lắm sẽ phát hiện những kẻ mà không yêu lẽ thật, dễ lắm. Khi mà mình Adam thứ hai đấy, mình phát hiện dễ cực kỳ luôn anh chị em ạ. Tương tự như là Adam thứ hai chẳng hạn, bây giờ chúng ta toàn là da trắng ấy đúng không, bây giờ có người da đen đen xì đấy, chúng ta nhận ra ngay, chẳng cần phải hỏi nữa, tại sao ông có phải người châu Phi không, lỗ ra ngay, nhận biết dễ dàng lắm, tại vì chúng ta đi trong thần của Chúa mà, rema của Chúa mà, thần bày tỏ Chúa đầy ngập chúng ta, thần phân biệt các thần đầy ngập chúng ta, thế ai đến nói chuyện mình là thấy ngay, mình có thể không nói với họ ra thôi, nhưng họ loại thưa che mách thánh che ra được mình, lộ ra ngay mà.
lỗ dân chúng tôi đọc được cái vị trong lòng họ luôn, nhìn luôn, tương tự chúng tôi nhìn xuyên gan gan thận ruột họ luôn đấy, tương tự như là tia rentgen đấy, nó xuyên huyết qua luôn lòng dạ họ luôn, nhìn thấy bên trong có gì hết, chỉ điều không nói ra thôi. Tại vì chúng ta biết rằng Adam thứ nhất ai cũng xấu xa tồi lại đời bại quả mà. Nhìn họ là tiếp tục xuống Adam thứ nhất thì họ hỏng, họ đứt. Nên khi mà cái người đấy mà bị phát hiện ra đấy anh chị em ạ, thì người đấy phải có phản ứng thế nào? Nếu người bị trách, người bị, thậm chí bị mắng, bị quở đấy thì phản ứng như thế nào? Thực sự đây là cái gợi ý thôi, khi người ta làm cái việc gì bề ngoài thôi nhá, nhưng mà bị mắng, bị quở đấy, bị chú quở chú mắng đấy, thì đấy là cái gợi ý của Chúa để chỉnh lại, hiệu chỉnh lại lòng của mình. Amen. Chứ vậy là mình chỉ chỉnh lại cái bề ngoài. Thí dụ như mục sư có quở trách người về video, về một vụ video chẳng hạn, video này chất lượng kém lắm đấy, video thế này đấy. Vâng, tại vì người này theo đó, tại vì cái bắt đầu phân bua đủ đủ các thứ, xong rồi bên trong hậm hậm, tôi sẽ chỉnh cho đẹp lại, được chưa? Tốt được chưa? Bề ngoài thế thôi, nhưng bề trong không chỉnh, thấy chưa? Xong hỏng rồi. Bề trong là sự láu bầu với lãnh đạo cấp cao của mình, cố chấp, cãi cọ, phản loạn, nổi loạn bên trong, chứ còn bên ngoài đâu. Bên ngoài có phải tôi chỉnh lại đấy, video đẹp rồi, ông muốn gì nữa? Này video đẹp rồi mà. Nhưng Chúa để cái gợi ý này, gợi ý sao ạ? Giữ tấm lòng, đừng có nhìn bên ngoài. Nên khi chúng ta là học đấy, chúng ta nhìn ở bên trong, họ có thể làm hỏng làm rơi thì chúng ta xem tấm lòng. Cầu nguyện lấp úa búng, cầu nguyện sai cũng sao cả, tập dượt mà xem tấm lòng. Ok, tấm lòng ok, làm hỏng cũng sao cả. Còn cái chuyện làm hỏng ấy, mình chỉ gợi ý thôi, xem người ta có muốn thay đổi không, hay người ta bảo đấy thì mới là nguy hiểm, bật lộ ra cái người không yêu nữa thật. Còn người yêu nữa thật đấy thì họ bảo dạ vâng, con sẽ thôi, tôi sẽ chỉnh đốn lại, chỉnh lại, rõ chỉnh lại lòng của họ, làm họ ra sao. Amen. Thì đấy người kính mến Đức Chúa Trời là cái người mà làm việc tấm lòng của mình. Amen. Kính sợ Chúa. Và khi thật cả giả bạo nó bộc lộ ra đấy, nó đánh trên người đấy đấy, thì bắt đầu người đấy hay là mọi người khác sẽ hiểu người thực sự là, thực sự là người đấy và nhiều người khác, người đấy có thể biết, ta nhìn thấy đấy, bây giờ phải đối diện, gương mặt bẩn chưa, phải đối diện và thừa nhận đi, hoặc là chẳng có chuyện gì cả và cứ để mặt bẩn như thế, sau đó nói cả cái đống phản loạn đấy để không sao cả, đi theo. Và tất cả các đống cứ chát phân vào mặt nhau, sau đó này ok ok cả và cứ đi thôi. Đừng nhìn cái bề ngoài của họ mà đánh giá họ, chứ đừng nhìn họ phải là cao to đẹp trai đẹp gái, nói năng rất là từ tốn, nói rất là vồn vã, cười đon đả, hiếu mến khách, cầu nguyện tiếng lạ, shakarabarasaka mạnh lắm, cầu nguyện mới mạnh lắm, hăng hổ lắm, dâng tiền, dâng đạc nhiều lắm, các đủ các thứ nhiều lắm. Đừng nhìn bên ngoài, hầu với Chúa có vẻ mạnh lắm, nào là các mục vụ, nào đi truyền giáo, nào là ăn mày ăn xin, đủ các thứ làm việc. Đừng nhìn bên ngoài anh xem ạ, hãy nhìn bên trong, chỉ bên trong thôi, để xem đâu có đứa con hư mất không. Khi mà họ phó, khi mà Chúa lẻ ra đây chị ạ, Chúa cho một vài cơ hội, một cơ hội này họ vẫn không chịu cho cơ hội đứa con, vẫn không chịu, xong đứa con sẽ mất, bắt đầu quỳ tăng vào người đó, rồi họ chống lại thầy của họ, chống lại cha của họ, chống lại lãnh đạo thẩm quyền cao của họ, hay họ là theo ma quỷ như Lucifer, như là Judas Iscariot đấy. Chúa đã nói rồi, Judas Iscariot thì đi theo Chúa Giêsu cả quãng đường đấy, đi theo cả quãng đường cả đời, đi theo xuống chỉ có phần cuối cùng thôi, ông theo đức khởi đầu, ông đã đi theo Chúa Giêsu, được Chúa ban cho các thứ, Chúa đã hứa là nếu khi sống lại, ta sẽ cho các ngươi sẽ ngồi cùng ta để xếp đoán 12 chi phái Israel. Tuyệt vời chưa? Ông ấy có cái cơ đồ rất là vĩ đại, thế mà ông ấy không, ông không tin, ông một thầy thì thầy mình sắp chết, thầy nói là thầy là đấng cứu thế, thế mà bây giờ sắp chết này, không có vợ, không có con này, nhà cửa không có này, không có nơi gối đầu này, đi thì bị bắt bớ này, mà đã thế rồi, tưởng làm cách mạng nổi lên, bây giờ làm cách mạng đi lên thành Jerusalem để chịu giết, xong rồi đi ông này nó cái gì hả? Tôi bị mù, tôi xong rồi, tôi bỏ rồi. Thế Chúa Giêsu biết điều đó, Chúa cảnh cáo luôn trong cái đêm mà ngài bị nộp đấy, ngài cho ăn
đây là thì tao huyết ta. Chúa nói cảnh cáo luôn, kẻ nào mà động trong các ngươi có người là quỷ. Chúa đã bảo trước rồi nhá, trước đó Chúa bảo trong các ngươi có người phản đấy, có người là quỷ đấy. Quỷ có nghĩa là không, họ bản thân họ không được quỷ. Chúa nói là cái quỷ tức là quỷ đang gieo vào chính họ, nghĩa đấy thôi, nghĩa đó thôi. Đã cảnh cáo rồi nhưng mà nó sao ạ? Chúa cảnh cáo nó không chịu, không chịu thay đổi. Xong đến trong tiếp theo, trong đến tiệc thánh được dâng mình, Chúa nó cảnh cáo luôn cái kẻ mà phản tan là kẻ mà thò tay vào ăn bánh của ta đây này. Khi mà chưa các môn đồ ai phản Chúa thì họ sao, họ nói ô phản anh phản à, tôi phản à, họ hoang mang luôn. Và kiểm tra lòng mình, ô liệu liệu con có phải thế đâu, con đâu có phải phản Chúa đâu Chúa ơi. Họ hỏi nhau có phải anh không, tôi không phải thôi, có phải anh không, cái cậu kia sao, cậu kia sao, lấy bớt ta ăn luôn. Sau đó sao, quỷ Satan vào người, thấy chưa? Chúa Giêsu ngay đuổi quỷ thừa sức chứ, Satan dưới quyền của ai mà, các môn đồ của Chúa cũng có quyền đuổi quỷ mà. Thế tại sao Chúa bảo, hey các môn đồ, 11 môn đồ hè nhau đuổi quỷ ra khỏi Lucifer đi, à Judas Iscariot đi, hay không? Mà ngài còn nói lại sao? Một kia thì người làm, đi đi mau lên, đi mau lên, làm đi, thấy chưa? Tại sao có chuyện xảy ra ở đây? Vì ngài biết đấy là đứa con sẽ hư mất rồi. Đứa con sự hư mất rồi anh chị em ạ. Đến trong Philip đoạn 1:28 mà có nói đấy, chúng ta được cứu con kẻ đó bị hư mất, nhưng đứa con sự hư mất đấy, Đức Chúa Trời làm như vậy. Chúa yêu thương mà tại sao Chúa lại hư mất cái kẻ này, nó đang đứa con hư mất mà Chúa cản phát nó được mà. Không, lòng họ như vậy rồi, lòng bọn lươn lẹo láu cá rồi, không yêu đã thật rồi. Họ không chịu làm việc lòng họ thôi. Họ mang tiếng là sứ đồ tiên tri của Chúa đấy. Họ mang tiếng là người hầu của Đức Chúa Trời đấy. Làm phép lạ dấu kỳ, tiên tri đủ các loại đấy. Đi theo Chúa từ đầu đến cuối đấy. Đó. Nhưng mà thôi rồi, đứa con sứ mất rồi. Đấy, đến cái phần thứ hai ấy, chúng bật ra đâu đứa con sứ mất. Để xét đoán đời đời. Xét đoán đời đời những kẻ đó. Mà chỉ có đứa con sứ mất thôi, xa tay thần thật giả mạo dễ dàng. Đấy là cái đoạn bài ai là kẻ xa tay thần cầm giả mạo, chúng ta sẽ nói sau trong đề tài sau. Nguyên nhân thứ ba là nguyên nhân gì? Chúa bộc lộ ra làm gì? Chúa làm sạch gì? Chúa diệt những kẻ mà đứa con sự hư mất để làm gì? Anh chị em, điều quan trọng nhất đấy, nguyên nhân thứ ba đó là Chúa làm sạch hội thánh của Đức Chúa Trời. Anh chị em ạ, vì hơi sống Đức Giê-hô-va và dầu dư dật cũng chỉ là một người mà thôi, vì Ngài muốn tạo ra dòng giống thánh. Anh chị em, chỉ cái dòng thánh, cái gốc thánh thôi, dễ thánh thôi, các nhánh ra thánh, các nhánh thánh ra trái thánh, trái đâu mua thánh, cả cánh đồng là thánh. Amen. Chúa Giêsu là gốc thánh. Nên Chúa Giêsu trong Giăng đoạn 15 có nói ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho, nhánh nào trong ta mà không kết quả thì ngài chặt hết và tỉa sửa những cái nhánh nào khác để ra trái nhiều hơn. Chúa muốn như vậy. Nên cái chuyện mà Chúa chặt cách tỉa sửa là như vậy đấy. Cho nên khi Chúa chặt, Chúa cắt chúng ta là đau lắm chứ ạ. Chặt cắt đau chứ. Amen. Khó chịu chứ. Rất là discomfort. Mất tiện nghi lắm. Mà Chúa xem kẻ nào không thuộc, cắt thẳng luôn, chặt luôn, vứt và đưa vào lửa đốt. Thế còn những cái nhánh khác nhỏ nhỏ đấy, Chúa chặt tỉa tỉa để ra trái, tỉa nó mọc thêm, để kích thích nó mọc thêm. Mục đích Chúa thanh tẩy là Chúa tẩy sạch tất cả cặn bẩn Adam thứ nhất ấy, ra khỏi hội thánh của Chúa. Vì hội thánh của Chúa, anh chị em nhớ nhá, hội thánh của Chúa là hội các Adam thứ hai. Còn đây Adam thứ nhất xong lời, xong phim. Anh chị em ạ. Adam thứ nhất ấy, cái hội Adam thứ nhất ấy, chỉ có thời nào anh chị em biết không? Thời hội thánh đầu tiên, thời cựu ước mà thôi. Những người họ sẵn sàng tin vào sự vào Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Jacob. Đấy, thì họ mới được cứu. Họ giữ đức tin cuối cùng đấy. Mà Kinh Thánh nói rõ rằng trong tất cả người lớn như thế đấy, không ai lớn bằng Giăng Báp-tít còn nhỏ hơn người trong nước thiên đàng, là người Adam thứ hai đấy. Adam thứ nhất dù lớn đến mấy, dù to hơn mấy, dù vĩ đại đến mấy, không bằng con chân của Adam thứ hai, giống giống Adam thứ hai. Amen. Nên là Kinh Thánh nó nói rõ ràng ấy, là trong tất cả những đức tin lớn như vậy đấy, của Adam thứ nhất đấy, họ dù thế nào anh hùng thế nào chăng nữa, anh hùng đức tin thế nào chăng nữa ấy, thì họ không nhận được lời hứa như chúng ta, là cái thời kỳ của ân điển, thời kỳ của lẽ thật, thời kỳ mà nó trở thành dòng giống của Chúa Jesus Christ, tức là Adam thứ hai. Anh hội thánh của Chúa mà khi Chúa chết và sống lại cho hội thánh ngoài, đó là Adam thứ hai đấy chứ.
Nên nếu mà cái mục sư lãnh đạo nào mà không dạy mẹ làm thai đấy, cái dòng giống mới này là lướt đấy anh chị em ạ. Đấy không phải thánh chúa đâu, đấy là mục sư giả, tiên tri giả, sứ đồ giả, giáo sư giả, thần học giả. Amen. Họ dạy dạy cái gì vậy, phải tốt lên là phải tốt và đẹp đạo này, là phải cầu, phải kỹ năng, nhưng mà không nói như Adam thứ hai cả, không nói cách thức để sống theo con người Adam thứ hai cả thì hỏng rồi. Họ đang làm việc công việc xác thịt để làm cố gắng hoàn thiện con người Adam thứ nhất thôi, thì họ vẫn bị diệt đời đời mà, bị chết đời đời mà anh chị em ạ. Nên Chúa dùng qua chuyện đấy, Chúa thanh tẩy hội các thánh của Đức Chúa Trời. Amen. Tẩy tất cả bẩn của Adam thứ nhất đi ra. Chúa gửi nan đề đến để họ cảnh tỉnh ra. À, tẩy Adam ra và là mặc lấy Adam thứ hai. Cái điều quan trọng nhất của Chúa là mặc Adam thứ hai. Amen. Điều yếu cần đấy là mặc Adam thứ hai. Nên chúng ta đọc, cùng Pastor Hải Hương đọc đấy. Ngày ở trong môn, ngày đi ra khỏi đền thờ đúng không? Thì môn đồ chỉ là đền thờ, ơi đền thờ Chúa đẹp chưa này, Chúa đẹp chưa này, Chúa đẹp chưa, đẹp chưa, không, không. Chẳng có cái hòn đá nào trên hòn đá nào không trồng được đồ, không bị đổ cả, đổ hết. Chúa còn nói là hãy phá đền thờ đi, ta sẽ dựng lại trong 3 ngày. Hội đấy không, hội thích đền thờ này đẹp thế này mà, môn đồ chỉ đền thờ đẹp đẹp thế này mà, là cái niềm tự hào của dân tộc, niềm tự hào của quốc gia, niềm tự hào của châu lục mà, của loài người, của nhân loại mà. Mà bây giờ phá đi thế nào? Ông điên à? Không, Đức Chúa Trời đấy, ngài mới bảo thử xem cái kẻ yêu nó thật được không, nếu mà nghe lời Chúa đấy phá đền thờ đi. Nhưng họ không nghe lời Chúa Trời chị em ạ. Nên Chúa phải nói là các ngươi gọi ta là Chúa là thầy mà có làm theo lời ta phán đâu. Cái dân này nó chỉ lấy môi miếng mà thờ ta tôi, nhưng lòng nó cách xa ta lắm, nó đông như các dưới biển sao trời, chỉ là Phật xót tại được cứu mà thôi. Amen. Nên khi hội thánh tẩy rửa ra sạch rồi thì ra dòng thống thánh, cái dòng thống thánh này sẽ tăng trưởng cả chất và lượng nữa anh chị em ạ. Amen. Và sẽ đột phá trong các lĩnh vực tâm linh, chính trị, kinh tế, thương mại, truyền thông, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, giáo dục, an ninh, giải trí, quân sự, quốc phòng. Đó, như thế. Để đặt những con người yêu kính sợ Chúa vào trong đỉnh các núi, cao thức mọi đồ như vậy. Và hình thành các phong trào để vận hành, phục hưng, biến đổi xã hội, biến đổi thế gian này về cái giá trị của Đức Chúa Trời, để Chúa Giêsu ở trời bắt đầu ngày xuống. Vì Đức Chúa Giêsu quyết phải giữ ở trên trời cho kỳ muôn vật được phục hưng. Amen. Nên phải phục hưng ạ. À. Phục hưng là cái gì? Phục hưng không phải là đọc theo lời Chúa, không phải mấy cái ông sứ giả phục hưng vớ vẩn ắt đa rư như thế, những đại hội phục hưng ngớt ngang ngớt ngư như thế. Phục hưng cái nỗi gì đấy, họ nói là đại hội phục hưng sứ giả phục hưng mà không biết cụ gì về phục hưng cả. Phục hưng đó là phục chế lại theo bản thiết kế ban đầu mà Đức Chúa Trời dựng. Phục hưng ai? Phục hưng con người đúng không? Thế thì con người theo bản thiết kế ban đầu trước dựng con người như thế nào, phục chế y theo bản thiết kế đấy thì mới là phục hưng. Amen. Chỉnh sửa con người theo đúng cái bản thiết kế ban đầu mà Chúa dựng lên, đấy mà phục hưng. Hội phục hưng hội thánh, ok, thế hội thánh Đức Chúa dựng hội thánh là như thế nào? Hội thánh đang bị đổ, đang bị sụp vào, ok, phục hưng hội thánh có nghĩa là phải làm theo đúng bản thiết kế ban đầu mà Chúa dựng lên. Amen. Mà phục hưng hội thánh thì chắc chắn phục hưng con người, phải có công nghệ làm người. Để hội thánh là hội của các thánh đồ, và các thánh đồ là con người, phục hưng con người tức là phải đưa con người trở về Adam thứ hai. Adam thứ nhất là xong rồi, Adam thứ nhất không hoàn thiện được, nên mình đưa về cái Adam thứ nhất đấy chưa xong, Adam thứ nhất là còn phạm tội tiếp mà. Amen. Nhưng Adam thứ hai là có trước Adam thứ nhất đấy. Bề ngoài có tưởng như Adam thứ nhất là thể thể khuyết khí đi trước, thể duyên đi sau để tỏ ra, bày tỏ ra thì như vậy thôi. Nhưng thực ra trong cõi sáng tạo ấy thì Chúa Trời đã để Adam thứ hai để giấu rồi. Chúng ta học về cái công nghệ làm người của Chúa rồi, nên cái phần đấy ngài để loài người là Adam thứ nhất ra trước đã, để biết Adam thứ nhất sẽ phạm tội, đến ngài mới để dự phòng Adam thứ hai để làm cái việc mà chuộc tội cho Adam thứ nhất và sống tiếp, sinh sản ra cái dòng giống Adam thứ hai. Đấy, cái sự khôn ngoan của Chúa tuyệt vời như vậy đấy. Amen. Thì sự sống lại của Chúa nó hay chỗ đấy. Tại sao cái chuyện giảng tin lành phải giảng sinh sống lại của Chúa Trời, không sự chết mà thôi đâu, chết là Chúa tha tội, Chúa thương xót, chỉ thế thì không đủ mà Chúa sống lại để mắc đến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, sống như ngài. Chúa sống thể nào, Chúa thể nào, Chúa tặng thể ấy trong thế gian này. Amen. Thì Chúa hiện ra chúng ta giống hệt như ngài là như thế. Còn trong cái thể xác, trong khi chúng cái đời này chúng ta vẫn còn tầng Adam thứ nhất mặc theo người, để mà chúng ta phải trải qua cái thử nghiệm, trải qua cái trách nhiệm, cái bài test đấy, cái bài sát hạch đấy. Amen. Để thử thách đấy, để xem có đủ tiêu chuẩn để vào nước thiên đàng Chúa không. Vì vào trong nước thiên đàng đấy, đời đời và trong nước đời đời đó là phải trải qua rất khó khăn mới vào nước thiên đàng. Đó là cửa hẹp đấy anh chị em ạ, cửa rất hẹp đấy, Chúa nói khẳng định thế rồi. Amen. Khi thử thách xảy ra thì có chuyện gì, thì người ta phản ứng ra sao thôi. Hai loại. Phần thứ nhất là họ có thể lươn lẹo anh chị em ạ. Phần thứ hai thì họ sẽ ăn năn và thay đổi. Nói tóm lại như vậy. Nhưng chúng ta xem này, khi Chúa mà đưa sự mà
thử thách đến, hay là đưa thần cảm giả mạo nó tới hội thánh ấy, để mà cắt tất cả những cái nhánh nào không ra trái đấy anh chị em ạ, hoặc là họ ra trái độc, trái đắng thôi, thì đấy là không phải cái trái chú cần. Tại vì rất nhiều hội thánh đông 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 đông, chứ mà mang tiếng sống mà, nhưng mà là chết, bởi vì cái hạt giả của nó chết. Và chúng ta nhìn thấy nhiều hội thánh đấy, đông cầu nguyện rất ầm ĩ đây, nhưng mà con người có thay đổi đâu, vẫn lầu bầu, vẫn tham tiền, tham công tiếc việc, vẫn thần thần tượng, vẫn hư không, vẫn tà dâm, vẫn ô uế, vẫn dâm loạn, vẫn sợ, vẫn lùi luồn cúi tà quyền cộng sản, hay nhiều thứ khác nữa. Nên chúng phải cắt hết, và Chúa làm lộ ra những ai là thuộc về Đức Chúa Trời, ai thuộc về Ngài, anh chị em ạ. Và Chúa đã để cho mục sư như tôi chẳng hạn này biết là ai thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ nào thuộc về chúng ta sẽ nghe chúng ta, y như trong Kinh Thánh có chép như vậy. Và những người nào mà những người đầu tiên ấy, nếu mà chúng ta bề ngoài chúng ta tưởng ô người này rất là nóng cháy, rất là gọi là cùa với Chúa đấy, ô có vẻ thế, hallelujah, làm gì cũng làm, cái người này chắc là hay đấy, tôi sẽ nhóm học của người này, ok đấy, với người này là tôi sẽ là lật cả thế gian này, tôi lật cả thế gian này, làm cho thế gian thay đổi đấy, như là trong sách Công Sứ Đồ đấy, khi mà đi ấy, những sứ đồ đi đấy, hội khác nó cái người này là thay đổi cả thế gian, những người lật đổ thế gian luôn đấy, là sáo láo láo loạn thế gian đấy. À, và tưởng và khi đấy đấy, khi chuyện xảy ra thì bắt lộ ra, wow, hóa ra trong lòng của họ đấy, bề ngoài có vẻ nóng cháy lắm, bề ngoài có vẻ là đạo đức đạo mạo lắm, có vẻ rất nghiêm trọng lắm, kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng cha từ ái của chúng con, hay là hallelujah hallelujah, có vẻ sắc sắc sáng, có vẻ làm bao nhiêu cho nó chuyện kiểu đủ các thứ ấy. Nhờ Chúa chỉ cần bắt thầy cả giả mạo rồi lộ ra ngay lập tức, lộ ra ngay, lộ rất dễ dàng, biết ngay trong lòng họ có cái gì, là họ gian xảo, là họ dối trá, là họ ta sao, họ ưa sự dối trá hơn ưa sự công bình của Đức Chúa Trời, nên Ngài phó chúng cho thần cảm giả mạo. Nên để sao ạ, để mà làm cái nhiệm vụ của Đức Chúa Trời, để làm cái gọi là mục đích của Ngài đấy, thì Ngài phải sẵn sàng chặt tất cả những kẻ khác đi, anh chị em ạ. Tại sao Ngài để cho lửa đốt sạch cả thành Gomorrah và Sodom? Tại sao Ngài làm cho trận đại hồng thủy rượt sạch hết loài người, chỉ để 8 người? Noe là người công bình của Chúa sống mà thôi. Tại sao? Vì Ngài muốn ta dòng sống thánh, anh chị em ạ. Ngài sẽ rửa hết cái hội bất khiết đấy, cái hội bẩn thỉu ô uế đấy. Chúa rửa hết bọn đấy đi. Chúa giết hết bọn đó đi. Tại sao Ngài lại ghét Esau mà yêu Jacob? Tại sao như vậy? Cho nên xảy ra ở đây. Có rất nhiều những sự khó khăn sẽ xảy ra đến hội thánh, xảy ra người hầu của Chúa, anh chị em ạ, để tẩy rửa hội thánh, tẩy rửa chính bản thân mình. Và khi mà muốn thế phải xét ở trong lòng người ta. Vì trong lòng người ta làm sao biết trong lòng người ta có cái gì? Bề ngoài họ cười nói rất là đẹp đẽ, rất là lịch sự, đúng không? Không biết hơn, rất là có vẻ đạo đức, rất có vẻ rất là thần học đạo đức, rất là giỏi lắm. Thì ai biết bên trong đâu? Bên trong giết người dâm loạn đầy nó luôn, các anh em mình là kẻ giết người mà. Nhìn người khác tà dâm, muốn là đau lòng tham muốn là tà dâm thôi, đủ thôi, từ tà dâm thế gian, yêu thế gian hơn yêu Đức Chúa Trời. Bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng bên trong có chối bỏ quyền phép của đức tin nhân đức đó rồi. Đầu lúc ô uế ô uế ô uế, nên thành ra là cứ thấy người ta nói là vợ của Chúa, làm tình Chúa, yêu Chúa đó, tà thao tà láo rồi đấy, bọn đấy bọn dâm dục đấy, vì đầu đầu của họ đầu dâm dục, đầu ô uế, mà nghĩ lúc nào đầu dâm dục ô uế dâm loạn cả, nên khi thấy rằng là có người nào đó làm tình với Chúa đó, không tin được, bởi vì nó không chấp nhận được, bởi vì hội đấy nó chưa đến đẳng cấp đó, còn xa đẳng cấp đó, mà Kinh Thánh nói rõ rồi, vợ của Chúa, Kinh Thánh nói rõ ràng, cả sách Nhã Ca nói về làm tình với Đức Chúa Trời. Sách Nhã Ca đọc đi, giảng đi, sợ không dám đọc sách Nhã Ca. Nhã Ca chỉ lấy mấy câu lên xong bỏ hết sách Nhã Ca. Nhã Ca nói rõ, biết sách Nhã Ca nói về tình yêu của Đức Christ với hội thánh, trong đấy nó rõ ràng Đức Chúa Trời làm tình với hội thánh Chúa thế nào, rõ ở trong đó đấy. Ai tin được thì nhận, không tin thì mất, thế thôi. Mà được cứu bởi đức tin, không tin mất, xong. Đơn giản. Thế nhưng cái kẻ mà dâm loạn, những kẻ ô uế thì nó chống lại, anh chị em ạ. Vậy thôi. Nên vì thế mà Chúa mới dùng cái thần phẩm giả mạo ấy, lộ ra luôn. Bắt đầu kẻ đấy nó bực bực, không có chuyện đấy, không chuyện đấy. Rõ luôn thôi. Xong rồi dì tay nhau ngay. Chúa dùng đấy cái kẻ đó để nó kéo mà. Tức là cái kẻ đó bật hiểu nhá. Thì cái váng ấy, anh chị em để ý không? Khi mà phải đu lên nó váng, 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 váng lên. Xong cái váng nó sẽ quấn vào cái váng khác, hiểu không? Xong nó kéo, xong mình chỉ hất phát cái váng đi thôi. Chúa làm như vậy đấy.
Chúng đốt nó xong các phần váng đó nó nhau, cái phần bẩn đấy, kẻ nào không mình cứ không công minh luôn, xong nó cứ rủ rủ nhau, nó cứ đi rỉ tay nhau rủ ra, họ thế kia, thế nó nhóm nhau cả một đống luôn, cả cái váng bẩn luôn. Trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa mà, ngưu tìm ngưu, mã tầm mã mà. Thôi thế kéo nó kéo vào, những ai yêu nó thật đấy, bảo không không chuyện đó. Nếu mà chú nói rằng là vợ chú được, có khi thấy có nói mà, nhưng làm thế nào thành vợ của chú đây? Thế tôi phải đến tôi hỏi, chứ không phải là tôi làm gì có chuyện đấy, làm gì chuyện đấy để cãi nhau. Nếu bắt đầu nếu mà có hỏi đấy thì hỏi để mà cãi nhau, chứ không phải hỏi để mà tiếp nhận, hỏi để mà tìm hiểu ra sao, mà hỏi chỉ để tranh luận thôi, để cãi thôi, chứ không phải hỏi để tin, không phải hỏi để mà thay đổi đời sống mình. Đọc kinh thánh không phải để thay đổi chính mình, đọc kinh thánh để khoe mình, khoe mẽ, để lấy phước, để bắt bớ ai khác, để dạy ai đó thôi, để tóm cổ người khác, chụp mũ người khác, là tà giáo, là ABC gì đó thôi, không ai biết được đâu. Bề ngoài thì họ cứ rất là tích cực, rất là cười nói, rất là đon đả. Chào anh, chào chị, ơi chào cô, con ơi con có ngoan không, ơi con ơi, ăn nhá, ơi bà ơi bà đến đây nhá. Tất cả bề ngoài lịch sự lắm. Shakara para sakara para đi cầu nguyện, cô đi cầu nguyện rồi cầu kinh ăn sét cơn đủ các thứ vân vân đấy. Bề ngoài có vẻ là ok hết, bề ngoài ok rồi, còn bên trong đến Chúa mới gửi thần cờ giả mạo bắt như cái dao phẫu thuật của Chúa ấy. Phiêu vào cắt phiêu 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 phiêu. Lộ ra ngay bên trong là cái gì? Cái khối ung thư kinh khủng mà sắp chết là như thế nào? Nó lộ ra ngay. Và tiếp nữa, khi Chúa Trời ngày muốn giấy hội thánh Chúa lên đấy, thì ngày nhìn thấy có hội thánh mà Chúa đang muốn, có khả năng là muốn sử dụng nhá. Có vẻ như Chúa muốn sử dụng nhá. Thì Chúa mới chỉ ra ấy, là có những con người mà họ đang tiến đến là tôi hầu Chúa đây, tôi làm trưởng lão đây, tôi làm mục sư đây, tôi làm hội trưởng đây, tôi là mục sư trưởng đây, tôi ở một cái phong trào đó để giảng lời Chúa này, để mà lãnh đạo ấy, để mà trở thành người mà chèo lái hội thánh theo cái phong trào đấy của Chúa đấy anh chị em ạ, để mà là cái người mà mang sứ mạng là đại sứ của Chúa Trời chẳng hạn đấy. Đấy, khi mà ngài nhìn thấy những kẻ đó nó đang mong men để tiến tới chức vụ đấy, thì ngài dùng để ngài chặt hết cái bọn đấy đi anh chị ạ, ngài chặt mà lộ bọn nó ra để mà sao ạ, để mà cả hội thánh của Chúa, là cả cái tàu của Chúa không bị đắm thuyền hoàn toàn, tại vì những kẻ mù, nó dẫn kẻ mù, tại Chúa nhìn thấy kẻ ác đang dẫn hội thánh của Chúa anh chị em ạ, kẻ ác, kẻ dâm loạn đấy, kẻ thờ thần tượng đấy, kẻ dối trá, kẻ tham tiền đấy, kẻ tư lợi đấy, kẻ bất khiết đấy, kẻ dối trá hèn nhát đấy, nhu nhược đấy. Chúa thấy những kẻ đó nó đang tìm cách lãnh đạo hội thánh địa phương nào đấy của mà cái người đấy đang lãnh đạo, nên Chúa muốn lộ ra ấy, để bật ra, để những ai mà trong cái hội hội đó mà đang lãnh đạo đấy, nó tỉnh cổ ra nhìn thấy cái mục sư của mình là khốn nạn, để mà thoát đi, amen, để mà yêu nó thật đi, không sắp hết rồi, điểm dừng cuối cùng rồi mà. Nên Chúa yêu hội thánh của Chúa, nên Chúa mới phó đấy để mà tẩy hội thánh của ngài thôi. Và làm sao Chúa làm cách nào để Chúa tẩy hội thánh đây? Anh chị em, ngài biết tất cả điều gì trong lòng con người, anh chị em ạ. Đến ngày thần cẩm giả mạo đến đấy. Đẹp sao? Nhiều lúc qua những cái hành động của nó, có chuyện gì xảy ra, có scandal đấy, chuyện giật gân đó, xảy ra đấy, hay sự dối trá ở đấy, sự lươn lẹo dối trá vu khống ở đấy, anh chị ạ, nó tung khắp mọi nơi này, đó, ví dụ như hội thánh chúng ta này, thấy chưa? Chúng ta cầu nguyện để sự phá rất khởi nhà Chúa mà, khởi giữa chúng ta luôn mà, chúng ta gọi từ thạch lộ Chúa trên chúng ta mà, để diệt Adam thứ nhất này, để chúng ta biết Adam thứ hai là ai, chúng ta mới dám gọi thạch lộ Chúa đến cho chúng ta, gia đình chúng ta, người thân chúng ta, amen. Còn hội thánh không biết thật, họ đâu có dám cầu nguyện như vậy, họ không biết Chúa là ai đâu để mà cầu nguyện như vậy, họ không biết là nếu mà Chúa mà nói là Chúa thạnh nộ, nếu thì Chúa là bờ từ Chúa đều phải là tốt chứ, thế ra lại tránh được, mà Chúa yêu ai thì người sửa phạt người đó, thạnh nộ cái đời này để mà được sửa phạt còn hơn là sao cái thạnh nộ của đời sau, nên là đấy sự thương xót của Đức Chúa Trời phải nhận ra, phải yêu Chúa mới hiểu điều đó, còn không yêu Chúa không hiểu nổi đâu, nó chỉ thích ăn kẹo thôi, nó không thích ăn thuốc đắng, dạ thật sự thật bất lòng mà. Thế nên là ngài mới cho phép cái sự dối trá ở đấy nó lan ra này đó, tức là cái váng bẩn đấy lan, cái kẻ nào mà bẩn rồi đấy thì là cái váng đấy nó quấn vào, nó bám vào thôi, xong chúng mới cần cái mùi chứ hất bắt bật đi đốt đi. Thế còn cái nước trong đấy để lại ai mà trong ấy không bám theo cái váng đó lộ ra ngay anh chị em ạ. Thế đừng có tưởng là mục sư, sứ đồ, chăn bầy, trưởng lão, chấp sự, tiến sĩ, giáo sư, thần học, viện trưởng, hiệu trưởng các loại thần học mà là ok đâu, vứt hết lộ hết ra ngay. Amen. Đừng nhìn bên ngoài, hãy xét đoán theo sự bề trong theo công bình của Chúa. Amen. Và những kẻ đó, kinh thánh ta nó đứa con sự hư mất, đã định cho sự hư mất rồi. Chúa đã định chúng cho sự hư mất rồi. Anh chị em ạ, Philip đoạn 1 câu 28 ấy. Không ai cứu được họ đâu. Vì Chúa không cứu họ nữa thôi. Chúa định cho họ sự mất rồi. Vì họ đã quyết định họ hư mất.
như là Judas Iscariot đấy, quyết định hướng mắt rồi, Chúa đâu cứu được nữa, đúng không? Thậm chí là sau này khi ông ấy ông thấy ông làm cái điều ác đấy, ông còn còn không ngờ điều ác sẽ xảy ra nữa cơ. Ông nghĩ là chỉ bắt Chúa Giêsu thế là xong thôi, ông nghĩ đâu cái chuyện là Chúa Giêsu bị hùng hoành hình bị đóng đinh trên thập giá, thế nào ông đâu nghĩ đến mức độ đấy. Hài hợt mà, nhưng khi chuyện xảy ra bắt đầu đau đớn, bắt đầu khóc lóc, thì sao treo cổ tự tử và rơi xuống địa ngục chết vậy thôi. Cũng như vậy đấy, có nhiều kẻ nó muốn là thúc anh thúc ở trong hội thánh chúng ta, nó thúc đẩy anh Hậu đấy để giết tôi đấy anh chị em ạ. Đâu nó cứ nghĩ là sẽ giết tôi đâu, nhưng mà cái hành động của chúng ấy, nếu mà chuyện xảy ra nó sẽ giết anh, giết và anh vào tù, và bọn nó phá hội thánh, phá dòng chảy, cướp hết tất cả tài sản của hội thánh. Thế thôi, cái quan trọng nhất đấy, tấn công, cô lập mục sư quản nhiệm, nó đủ các thứ như là chúng ta đã nói trong cái bài làm chứng lần trước đấy. Nhưng tại ơn Chúa, anh Hậu đã dùng một trong bốn cái bằng cấp của cái hệ thống bảo vệ dùng được, và đó là lương tâm, dùng một trong cái bốn cái đấy, còn ba cái khác nữa dùng bốn đấy mà cứu được. Còn hội kia không có, hội kia bốn cái không có cái nào cả, cái hội mà phản loạn đấy không dùng lương tâm, không dùng, và ba cái gọi là vòng bảo vệ khác đấy, cơ chế bảo vệ để thoát khỏi thần giáo ảo, họ không dùng, không dùng một cái nào trong ba cái đấy cả. Thành ra là họ bị sao thần giáo ảo dễ dàng. Cảm ơn Chúa, hallelujah, lạy thiên Chúa. Đối với kẻ gian xảo thì Chúa đối xử với nó theo kẻ gian xảo, trong sách Thi Thiên nó như vậy. Đức Chúa Trời ngài thương xót kẻ hay thương xót, nhưng đối với kẻ mà nhát nhiệm, Chúa tỏ mình nhát nhiệm lại. Nhát nhiệm ấy tức là trong sách nói Kinh Thánh dịch không rõ nghĩa, nên vì thế đoán từ Kinh Thánh là không sống nổi đâu, bằng lời với mà của Chúa ấy, nên phải đọc nhiều bản dịch Kinh Thánh khác đấy để mà xem lời Chúa nói gì qua Kinh Thánh, qua các bản dịch Kinh Thánh khác nhau. Đấy, là Chúa ấy hành xử theo sự lơ lẹo của chúng. Chúng lơ lẹo mà gieo gì gặt đấy, thế thôi. Cái thương xót, Chúa tựa thương xót, lơ lẹo Chúa tỏ cho lơ lẹo như thế luôn. Đối kẻ lươn lẹo đấy anh chị em ạ, rất mà hầu như là không thể giúp được lươn lẹo, nên là ngay cả cái người dân ngoại đấy họ biết đấy, đối với kẻ như thế đấy không giúp được họ đâu. Kẻ lươn lẹo đấy, kẻ lừa thì phản bạn không giúp được, nên ngay cả trong giới ma quỷ thế gian nhé, nó còn biết là lừa thì phản bạn là không chơi được. Cái kẻ bất nhân đấy, kẻ phá giáo ước như thế nó không chơi được, họ còn biết thế, ma quỷ còn biết thế, mà trong giới ma quỷ còn biết như thế, mà huống chi là trong cuộc đánh của Đức Chúa Trời nữa thì thế nào nữa. Tùy được, khi mà những kẻ lơ lẹo, khi mà bạn, khi chúng ta mà rất chân thành muốn giúp họ, anh chị em ạ, nhưng bản thân người ấy không muốn, mà đây là luật của Chúa, mà Chúa đã cho người ta cái quyết định đó rồi, họ không muốn, Chúa không thay đổi được, anh chị em ạ, Chúa không thay đổi, Chúa làm được quyền toàn quyền, nhưng cái điều Chúa là cho mỗi người quyền tự do chọn lựa rồi, nên họ chọn gì họ đã quyết định điều họ, họ phải tự cứu họ mà, chứ Chúa không cứu họ được, họ phải cứu họ, Chúa đã cho họ cái quyền cứu cho họ rồi, họ quyết định. Là sao? Còn Chúa thì muốn cứu tất cả mọi người. Chúa lập lên tất cả ý muốn của Chúa là tất cả mọi người được cứu rỗi và nhận biết thật mà. Chúa cho cái nhân thôi. Nhưng mà trong trên đấy Chúa cho quyền cá nhân. Đấy, là họ phải cứu, tự cứu họ bằng đức tin của họ. Họ phải tự. Họ phải trả giá cho đức tin đó để làm. Thành ra, anh chị em ạ, nếu mà chúng ta trong đời sống ta mà có những kẻ thấy những kẻ mà lươn lẹo lóng cái như thế đấy, thì mình giữ khoảng cách. Yêu thì giữ khoảng cách, anh chị em ạ. Bởi vì không ấy, cái sự ô uế của nó đấy, của những kẻ gian loạn ấy sẽ thấm vào mình, và cái men ấy nó lúc nào nó thành cái một, chỉ một chút men thôi nó dậy đúng bột luôn, không hiểu không? Nên chú bảo là cái cẩn thận về men của bọn Pharisee đấy là như vậy đấy. Và Kinh Thánh cũng dạy đấy, những kẻ thế mà mình không làm theo kiểu sự mà đối xử với chúng theo cái sự mà thương xót, hay đối xử theo kiểu mà yêu thương như thế giới an hay là người khác đang giả đâu, không đâu, mà đối xử theo sự công bình của Chúa Trời, anh chị ạ, vì Chúa là sự công bình thánh sạch yêu thương mà. Cái kẻ đấy đánh đối chứ chỉ lấy cái bề mặt yêu thương ấy không dùng được, bởi vì kẻ đấy nó nhờn rồi mà, cái thuốc mà yêu thương nó nhờn rồi, nó lươn lẹo nên sử dụng sự công bình của Chúa Trời mà sửa phạt, sửa chúng. Amen. Nên đức tin trong Chúa đấy đó là cái rất là nghiêm túc, anh chị ạ, không có chuyện là vớ vẩn đâu, là cứ tin Chúa được cứu đâu, không có chuyện đó đâu, tin như thế nào mới được cứu. Nên Chúa nói là đông như cát dưới biển sao trên trời, dân của ta đông thế đấy, hội thánh đông thế nhưng chỉ một phần sao bạn cứu mà thôi. Nên các hội thánh Chúa ấy nói rất đông mang tiếng sống mà chết đấy, nhưng Chúa nói vẫn còn vài người ở sáp đen, đúng không, có vài người thôi là mặc áo sống, áo họ chưa ô ấy, nên kẻ đó sẽ đi cùng ta, thấy chưa?
Thế còn tất cả cái đống còn lại đông như thế đấy, không bị cùng được. Tạ ơn Chúa. Nên ngày hôm nay chúng ta được nghe cái bài giảng tuyệt vời như thế này mà Chúa cho chúng ta. Vì Chúa không muốn cho chúng ta trở thành những đứa con của sự hư mất. Amen. Và để chúng ta biết rằng ngày hôm nay đấy, có sự mà giả dối, vu khống đấy, ma quỷ đấy, và thần cảm giả mạo nó đang bay ở trong gian phòng, nó bay ở trong hội thánh, bay ở trong không gian này anh chị ạ, nó bay ở trong cái giới công nhân này, đấy, nó dẫn dụ đấy, đấy, để kiểm tra này. Nó làm này, nó bay bay để nó như là cái gì, tôi vừa nói là cái gì, cái váng nổi lên đấy, thì nó chỉ tóm thôi, nó ra nó tóm, những người nào có cái sự không yêu nó thật đấy, cái sự không chân thành đấy, đấy thì nó cứ bay bay tóm được đấy, tóm là sao, và tất cả cái lũ đấy sao Chúa nói là phó cho sự phán xét của Đức Chúa Trời. Những kẻ không yêu nó thật đấy, một sự hương đọc đấy, những kẻ đấy Chúa phó chúng cho sự phán xét của Đức Chúa Trời. Amen. Tôi dừng lại ở đây, lần sau chúng ta sẽ học tiếp cái bài khác trong loạt bài này. Nguyện Thiên Chúa chúc phước giáng phước đầy dẫy trên chúng ta anh chị em chúng ta. Chúa chúc lành cho anh chị em các hội thánh, các mục sư ở trên Room, trên Zoom và trên YouTube, trên không gian mạng. Chúc lành chúng ta trong thần lẽ thật, yêu lẽ thật, và đấy là loạt bài tiếp theo chúng ta sẽ giải, và thần lẽ thật sẽ dẫn chúng ta trong lẽ thật và giúp chúng ta thay đổi đời sống của mình. Amen. Mời Pastor Hải Hương mình cầu nguyện. Amen. Cha Dưới ơi, chúng con cảm tạ Ngợi khen Ngài. Ngài đã yêu thương chúng con thật là tỉ mỉ. Sợi tóc trên đầu có rớt xuống Ngài cũng biết rồi, để cho chúng con thấy được bản tính của Ngài thật là tỉ mỉ. Ngài yêu chúng con, Ngài dạy dỗ cho chúng con, để cho chúng con không rơi vào thần cảm giả mạo. Bởi vì Ngài đã cho phép thần cảm giả mạo để thử thách tạo vật của Ngài. Ô Chúa ơi, chúng con là tạo vật của Ngài mà Ngài yêu thương chúng con. Và Ngài đã qua sự chết và sự toàn thắng của Ngài, sự sống lại của Ngài để cho chúng con mặc được một con người mới, đó là Adam thứ hai. Ở trong Adam thứ hai, chúng con tiêu diệt con người cũ của Adam thứ nhất rất là dễ dàng qua công nghệ làm người mà Ngài đã ban phát cho chúng con, một công nghệ làm ra một con người mới để mặc lấy Chúa Giêsu. Ô Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài thật nhiều. Chúng con tin chắc rằng lời của Ngài phán đó là lời rê-ma mà chúng con sống hàng ngày hàng giờ đây, để chúng con biết ý muốn của Ngài, biết thực hiện ý muốn của Ngài trên đời sống của chúng con, biết được chương trình của Ngài trên đời sống của chúng con, biết được sự khao khát mong mỏi của Ngài trên đời sống của dân sự Ngài. Và Ngài đã liên kết những con người yêu lẽ thật để sống trong một cái quá trình nên thánh, hội những con người thánh mà Ngài kêu gọi chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm tạ tình yêu lớn lao mà Ngài dành cho chúng con. Việc ở đây Ngài mong muốn chúng con ngồi để học với Ngài. Ô, bởi vì bản tính của Ngài có tấm lòng khiêm nhường, chúng con có một cái tấm lòng hạ mình đó để học những lẽ thật của Ngài cho chúng con, tiếp nhận những lẽ thật của Ngài cho chúng con. Và Ngài còn muốn chúng con phân phát lẽ mầu nhiệm của Chúa nữa. Ô, tình yêu lớn lao mà Ngài cho chúng con, để chúng con đi trong sự trật tự của Ngài. Ô, công nghệ làm người, cấu tạo con người mà Ngài đã ban phát cho hội thánh của chúng con đây, để cho chúng con biết hết tấm lòng của chúng con, hết sức lực của chúng con, hết tất cả những tài nguyên, tài năng mà Ngài ban cho chúng con, để chúng con tiếp nhận lấy mà học cái công nghệ làm người này. Bởi vì trong vương quốc ngàn năm vẫn còn tiếp tục làm công nghệ con người này, con người mới mặc lấy chính Ngài. Chúa ơi, bởi vì sau vương quốc ngàn năm, Chúa còn thả ma quỷ ra để mà dụ dỗ. Chúng con có công nghệ làm người, chúng con làm việc với tấm lòng của chúng con ngay đời này và dẫn đến vào trong vương quốc ngàn năm và cõi đời đời. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều vì tình yêu mà Ngài ban cho chúng con, để chúng con yêu Ngài, yêu thương nhau trong sự công bình thánh sạch của Ngài. Chúng con cảm tạ. Ô Chúa ơi, nguyện tình yêu của Cha Thiên Thượng, nguyện tình yêu lớn lao của Cha Thiên Thượng cho chúng con làm con người giống như tạo vật mới của Ngài đây. Chúa ơi, Chúa đã dìm và làm cho chết đi con người cũ của chúng con qua sự chết của Chúa Giêsu, qua nguồn ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Chúa đã sống lại toàn thắng để cho chúng con sống lại con người mới, để bày tỏ Chúa ra thật là vinh hiển, bày tỏ vương quốc tin lành nước trời của Ngài ra khắp đất.
nguyện tình yêu của Đức Thánh Linh liên kết chúng con lại để được dẫn dắt đi cho chúng con vào mọi lẽ thật. Thánh Linh ơi, chúng con hạ mình để cho Ngài dẫn dắt chúng con vào mọi lẽ thật. Chúng con yêu Ngài, nguyện thần của Ngài đầy dẫy trên dân sự của Ngài, trên chúng con. Chúng con cảm tạ ngợi khen Cha trong danh thánh của Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm tạ ngợi khen Chúa. Ngợi danh Jehovah trên từng mấy ngàn. Anh chị em mình cùng nhau hát bài ngợi danh Jehovah.